Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 766, làm phụ thân thế nào? Thương mai đỡ chán, vẫn là lựa chọn hắn không biết tốt hơn. Mộ dung khanh nhìn chầm chầm, thương mai không trốn được, cho nên, chỉ đành kêu tráng tráng vào cung một chuyến tìm Mai Phi, thực ra cô muốn tự vào, xem thương thế của nàng ta, thuận tiện nghe Mai Phi nói quá trình một chút, cô suy nghĩ thận trọng chỗ nào sơ hở, để chuẩn bị lời biện bạch, cũng tiện ứng phó sau này xảy ra tình huống bất ngờ. Tráng tráng nghe Mộ Dung Khanh cho người truyền lời muốn nàng ta vào cung tìm Mai Phi, lại không muốn đồng ý. Vì hôm nay nàng ta khó được hẹn với Tiêu Kiêu ra ngoài du hồ, không dễ dàng gì mới có một ngày cho bản thân, không muốn tiêu tốn vào việc vào cung. Mộ Dung Khanh chỉ đành tự mình chạy tới phủ công chúa một chuyến, cầu ông gọi bà, đồng ý một đống điều kiện chỉ không xém chút đồng ý sau này nếu nàng ta mang thai, hắn sẽ dọn tới tự mình hầu hạ. Tráng tráng thấy dáng vẻ vô lại của hắn, không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng vỗ mờ u bàn tay hắn, phá lệ một lần, không có lần sau. Được, được, mộ dung khanh nghiêm túc nói, cho nên, bản vương lúc nào cũng nói, tiểu cô cô mới là người tốt với bản vương nhất. Người đó, sau này làm cha rồi, phải biết chăm sóc thương mai, đừng cứ sụ mặt, tránh cho dọa thương mai còn dọa hài tử trong bụng nàng. Mộ Dung Khanh buồn bực nói, bản vương nào cứ sụ mặt chứ. Không có sao, giống như ai cũng thiếu người bạc vậy, quay về luyện tập, cười đẹp một chút. Tráng tráng đổi hắn đi. Mộ Dung Khanh nhéo nhéo mặt mình, đi ra ngoài. Ngẫm nghĩ, hỏi nghiêm vinh, nghiêm vinh, bản vương cứ luôn sụ mặt sao. Vâng, nghiêm vinh thành thực nói. Người sợ bản vương sao? Sợ, nghiêm vinh vẫn rất thành thực. Mộ Dung Khanh dừng bước, lật vai hắn sang, nhìn hắn, từ từ, nặn ra nụ cười. Audio điện tử võ tấn bền. Nghiêm Vinh mặt không biểu cảm nhìn hắn, vương ra, người muốn làm gì? Thế nào, Mộ Dung Khanh vẫn cười, chỉ là cười vô cùng hung ác, còn sợ không? Nghiêm Vinh im lặng một lát, vươn tay đẩy, vương ra, ta sợ người hôn ta. Cút, Mộ Dung Khanh tức giận nói, hôn ngươi cũng không nhìn lại cái mặt bánh bao đầy mỡ của ngươi. nghiêm vinh ý tứ sâu xa nói, vương gia cười là từ nội tâm, người quay về luyện thêm vài lần, sau này thế tử ra đời, người liền có thể cười từ ái rồi. từ ái, mộ dung khanh sờ cầm từ ái, lão tổ tông là lão nhân gia, bà cười với mình nhất định là từ ái. thế là hắn lại nở nụ cười mỉm phong cách lão tổ tông với nghiêm vinh. ra đầu nghiêm vinh lập tức tê dại, có kích động muốn bỏ chạy, đây là từ ái đây là nụ cười nhạt trước khi muốn giết người của thái hoàng thái hậu đủ rồi vương gia thực ra lúc người không cười cũng rất thân thiết nghiêm vinh dối lòng mộ dung khanh hừ một tiếng xoay người lên ngựa trong lòng hắn thật sự không dễ chịu mặc dù trước giờ hắn chưa từng nói với thương mai nhưng trong lòng hắn cực kỳ khát vọng có hài tử của mình chỉ là lúc đó biết thương mai bị chuốc hồng hoa sợ trong lòng nàng có gánh nặng cho nên hắn luôn nói với nàng có hay không đều không quan trọng bây giờ thật sự mang thai rồi lỗ chân lông toàn thân hắn đều đang nở hoa nhưng hắn cũng rất sợ hãi rất khó chịu vì hắn cảm thấy mình không hẳn có thể làm một người phụ thân tốt thậm chí ngay cả cười hắn cũng cười không tự nhiên hắn cảm thấy gánh nặng trên vai mình thoáng chốc rất nặng rất nặng thực ra nghiêm vinh biết lo lắng trong lòng vương gia theo vương gia nhiều năm như vậy hắn sao lại không biết chứ mặc dù nói tiên đế xem trọng hắn nhưng từ nhỏ đã vô cũng nghiêm khắc với hắn, vì vậy, tiên đế là lấy điều kiện của thái tử để bồi dưỡng hắn, lúc nhỏ hắn đã chịu quá nhiều, quá nhiều khổ sở. Về phần quý thái phi, không nhắc đến thì thôi, những điều bà ta làm, trước giờ đều không phải là chuyện một người mẫu thân nên làm, thậm chí, ngay cả một người qua đường cũng không bằng. Hắn cưỡi ngựa đuổi theo, an ủi nói, vương gia, bất kể người thế nào, thế tử cũng sẽ tiếp nhận. Con người Mộ Dung Khanh nhàn nhạt lướt qua hắn, im lặng tạo nên cái đẹp. Nghiêm Vinh không dễ dàng gì mà an ủi người khác một lần, lại gặp trắc trở, hắn lý nhí nói, "Vậy người theo Vương phi học sự thân thiết của nàng." Mộ Dung Khanh nghiêm túc cho rằng mình nên học một chút làm sao để trở thành phụ thân. Trong đầu hắn cố gắng suy nghĩ, đám người là phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái trong kinh. Tiêu gia và Trần gia đều không tệ, đặc biệt là Trần gia bầu không khí gia đình thật sự rất tốt. Thực ra hắn hướng tới kiểu đó. Cho nên, hắn quyết định đến Trần ra một chuyến, tìm Trần Lão Thái Quân lấy kinh nghiệm. Trần Thái Quân nghe mộ dung khanh nói tới lấy kinh nghiệm dạy dỗ hài tử thì nghịch mặt, bà ta nào biết dạy hài tử thế nào. Trước nay người ngoài đều nói bà ta che giấu khuyết điểm, quá cưng chiều con cháu, bà ta có lúc cũng không phản bác, nghĩ quả thật là cưng chiều, đặc biệt là loan loan, khiến cho gần như không ai dạm hỏi. Nhưng mà, nhiếp chính vương đến lấy kinh nghiệm một phen, nhìn ánh mắt chân thành của hắn, thực sự là chân thành trước nay chưa từng thấy, bà ta thật sự ngại nói mình không biết. Phát óc suy nghĩ, lão tướng quân không có trình độ văn hóa gì muốn lấy vài câu của cổ nhân ra nói lại không có câu nào. Mộ dung khanh thấy bà ta như vậy, nghĩ bà ta không muốn dậy, không nhịn được thất vọng nói, lão thái quân cũng hẹp hòi vậy sao? Lão thái quân liều mạng, hắn giọng cũng không phải hẹp hòi, chuyện này cũng không có gì để keo kiệt. Chỉ là, đây sở dĩ gọi là sinh dục, nghĩa là sinh ra rồi thì phải dạy dỗ, cái này. Bà ta bỗng nhớ ra, trước đây nghe những lời Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ tiên đế, tiên đế lúc đó còn là thái tử. Thế là bà ta nói, sinh là con người, từ khi lọt lòng thì trên vai đã có thứ mà hắn định sẵn phải gánh vác, bất kể là gì, dù chỉ là vì tận hiếu với phụ mẫu, tận trách với con cái, tận chung với giang sơn xã tắc lê dân bách tính. Mộ dung khanh cao mày, cắt ngang lời bà ta, tận chung với bách tính. Cái này, lão Thái Quân khẽ sững sờ, cố gắng nhớ lại, không sai mà, Thái Hoàng Thái Hậu đúng là nói vậy, bà ta nói, thực ra Hoàng đế cũng tốt, quan viên cũng tốt, chỉ là kẻ hầu cao giá của bách tính, nhận phần bổng lộc này, hưởng phần vinh hoa này, thì phải làm việc vì chủ tử. Người cứ nói xem, người làm sao dạy dỗ hài tử và tôn tử của người. Mộ Dung Khanh nói, Lão Thái Quân thực sự nghĩ không ra nói gì, Bèn thành thực nói, cho cơm ăn, cho áo mặc, làm đúng thì Tuyên Dương khen thưởng, làm sai thì đánh đòn một trận, chính là thưởng phạt phân minh mà chúng ta chỉ quân nói, ừ, chính là như vậy, đối với binh sĩ, đối với hài tử, đều là đạo lý này, lúc binh sĩ, hài tử tâm tư lệch lạc thì nói chuyện với hắn, nói đạo lý, nếu hài tử có chí tiến thủ thì càng thêm khích lệ ủng hộ, ừ, lão tổ tông từng nói, đối với tất cả vấn đề của hài tử thì không có hai chữ cùng nhau thì không giải quyết được. Còn người mộ dung khanh trợn tròn như hột nhãn, phun bong bóng sùng bái, thật có đạo lý. Ừ, lão thái quân ướn thẳng lưng, cảm thấy mình nói không sai, bèn tiếp tục nói, thực ra dạy dỗ hài tử căn bản không có phương pháp chính thống nào, dạy được chúng hiểu rõ đạo lý, quan niệm và nhân tính chính xác đúng đắn, thì đủ rồi, về phần những cái khác, thì dựa theo tình huống thực tế mà dạy đi, thiên phú và tính cách của mỗi hài tử đều không giống nhau, nhìn rồi làm là được. Mộ dung khanh cảm thấy rất đúng, Mặc dù hắn nghe ra lời của lão Thái Quân là đánh bậy đánh bạ, nhưng cũng nói trúng lòng hắn. chương 767, trong lòng sảng khoái biết bao. Cáo từ lão Thái Quân, hắn quay về vương phủ. Thương Mai vừa uống canh xong, ngồi trong sân đọc sách, thấy hắn quay về, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, tráng tráng bằng lòng đi chứ. Đi rồi. Vậy thì tốt, nàng đi ta liền yên tâm. Thương Mai đặt sách xuống, chàng đi lâu như vậy, ta còn cho rằng nàng không muốn đi, Mộ Dung Khanh đi tới cạnh cô, khẽ ôm bờ vai cô, "Không phải, ta đi Trần phủ một chuyến." "Trần phủ, đến đó có việc sao?" Mắt Thương Mai lóe lên nghi hoặc. Mộ Dung Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống, kéo tay cô, nhìn cô, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt sạch sẽ của cô, như tản ra tầng sáng vàng. "Thương Mai, ta muốn nói chuyện với nàng một chút." Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói. Trái tim Thương Mai đập thình thịch thình thịch, sao vậy? Nàng nghe ta nói, Mộ Dung Khanh tiếp tục kéo tay cô, ánh mắt trịnh trọng, bản vương lần đầu tiên làm phụ thân, cho nên có chút không biết làm sao để xử lý loại cảm xúc này, trong lòng ta rất vui mừng, đồng thời cũng rất hoảng loạn, rất lo lắng, ta sợ mình không dạy tốt hài tử này, cho nên ta đi tìm lão Thái quân một chuyến, trên dưới Trần phủ hòa thuận, bà ấy hẳn là có kinh nghiệm. Trái tim thương mai từ từ an tĩnh lại, thật sợ chết cô rồi, cô còn cho rằng làm sao nữa chứ? Thì ra là căng thẳng trước khi sinh được rồi phụ nữ mang thai như cô còn chưa căng thẳng người làm phụ thân lại căng thẳng rồi vậy sau khi nói chuyện với trần thái quân bây giờ đã biết làm sao làm phụ thân rồi sao thương mai hỏi không biết nhưng ít nhất trong lòng có nắm chắc rồi mộ dung khanh nghĩ một lát muốn tổng kết một chút những lời phức tạp trong lòng một lát sau lại nói lấy bản thân làm gương thương mai nhớn mày lời này thật sự rất có trình độ tiểu thất thật có cốt khí Bất kể đứa bé này là nam hài hay nữ hài, bản vương đều không hy vọng ai thấy cũng sợ hãi như bản vương. Cho nên, trước khi hài tử sinh ra, bản vương sẽ thay đổi tính tình mình, lúc ta không nhịn được nổi giận hoặc nóng này, nàng phải ở cạnh nhắc nhở. Thương Mai phì cười, không phải, lão thất, chàng không cần phải như vậy, nghiêm phụ từ mẫu, mỗi người sắm một vai, rất tốt. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lát, nhưng mà, bản vương hy vọng mình là từ phụ, mà nàng là nghiêm mẫu. Được, không quan trọng, đều là vì tốt cho hài tử." Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh nhìn cô, trong lòng có chút ảo não, dường như ngay cả Thương Mai cũng xử lý tốt hơn hắn. "Hai, thật thương cảm. Lão thất, hài tử tới, chàng thật sự vui vẻ sao?" Thương Mai có chút lo lắng hỏi, hắn quả thực biểu hiện ra vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này không kéo dài bao lâu thì đã biến thành lo lắng rồi. Mộ Dung Khanh gật đầu, sao lại không vui? ta bằng lòng dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hài tử này, nhưng mà, chính vì rất vui vẻ, rất xem trọng nên ta mới lo lắng, ta sợ, sợ nó sẽ trở thành người như phế thái tử và lão bát. Sẽ không, thương mai rơm rớm, chúng ta sẽ luôn ở bên nó, dạy nó tam quan đúng đắn, dạy nó đạo lý làm người, nói cho nó biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể. Những lời nàng nói giống những lời lão thái quân nói, bà ấy nói, không có vấn đề gì là không thể cùng nhau giải quyết mộ dung khanh nói đúng vậy tất cả vấn đề của hài tử đều có thể cùng nhau giải quyết còn nữa câu chàng nói cũng rất quan trọng lấy mình làm gương tại sao lão bát trở nên như vậy vì khi hắn nảy mầm tranh đấu quyền lực mẫu phi hắn không ngăn cản ngược lại luôn ủng hộ dục vọng quyền lực của hắn để nó ngày càng bành trướng phế thái tử tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy là vì hoàng hậu phụ trách dạy dỗ hắn tâm tư lệch lạc hơn nữa từ nhỏ đã nói với hắn sau này hắn chính là người phải làm hoàng đế, hắn sẽ nắm quyền lớn trong tay, hắn không cần cố gắng cũng có thể có được tất cả mình muốn, đây chính là hậu quả do họ không lấy mình làm gương. Mộ Dung Khanh gật đầu, nàng nói rất có đạo lý, dạy dỗ hài tử thật sự là một loại học vấn lớn, sau này ta phải thỉnh giáo ngoại tổ phụ. Hắn nói là liên đại học sĩ, ngôn tình hay? Thương Mai nói, lão thất, chàng thật sự không cần căng thẳng như vậy, giáo dục là một con đường rất dài bây giờ chúng ta vẫn chưa cần nghĩ tới điểm này, điều đầu tiên chúng ta phải lo lắng là nó có khỏe mạnh không, còn có, trong chiều có loạn nữa không, ta có thể bình an vô sự sinh hài tử ra không. Đây là lo lắng trong lòng thương mai, bởi vì, trước đây cô từng chúng tiêu hồn tán, cũng từng dùng chút thuốc, có tổn thương tới hài tử hay không, bản thân cô cũng không nắm chắc. Hơn nữa ở niên đại này, không có kiểm tra thai kỳ của y học hiện đại, rất nhiều chỉ số đều không biết. Lại thêm, bên phía hoàng thượng thật sự bằng lòng dừng lại sao? Mộ dung khanh đảm bảo, thương mai, ta sẽ không tiếc tất cả trả giá để bảo vệ các nàng, sẽ không để các nàng chịu chút tổn thương nào. Thương mai nhìn hắn, sự kiên định và cương nghị nơi đáy mắt hắn khiến cô vô cùng tin tưởng. Người nam nhân này ngày càng bước vào nơi sâu trong đáy lòng cô. Nhạc thanh cung, thân thể mai phi tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn mất máu quá nhiều, cần điều dưỡng một khoảng thời gian tráng tráng đuổi người ra ngoài chỉ để lại cầm chi và quỳnh hoa ở đây canh chừng thấy sắc mặt nàng ta vẫn tái nhợt bèn nói nhớ kêu đám nô tải đun chút canh bổ cho ngươi từ từ điều dưỡng lại mai phi nhợt nhạt cười tạ công chúa thần thiếp sẽ dặn họ ừ phía bên hoàng thượng có hoài nghi gì ngươi không tráng tráng hỏi tạm thời vẫn chưa công chúa yên tâm tráng tráng gật đầu vậy thì tốt nhưng đúng như thương mai nói chuyện này từ đầu tới cuối vẫn là có sơ hở, người phải nghĩ sẵn lời biện bạch, ví như, người làm sao biết nghi quý phi giết tôn phương nhi, lại như làm sao biết nàng ta chôn xác trong hậu hoa viên, hoàng thượng bây giờ không hỏi, đợi hắn bình tĩnh lại, hắn nhất định sẽ hỏi. Mai Phi nói, công chúa yên tâm, thần thiếp đều có chuẩn bị chu đáo. Còn nữa, lúc A à Toàn tới trong cung của ngươi để truyền tin tức, là tự hắn tới sao? Mai Phi lắc đầu, không có, Vương gia không đích thân tới, là kêu người cạnh hắn đưa đồ bổ tới, chúc mừng thần thiếp có thai. Chỉ tới hai lần, đều có lý do chính đáng, vì vậy điểm này không cần lo lắng. Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tráng tráng nhớ tới trước đó từng hoài nghi nàng ta, chắc chắn là mình đang nghi rồi. Bản cung lúc đó hoài nghi ngươi hại thương Mai, lão oan uổng ngươi, bản cung bồi tội với ngươi. Nói rồi, bèn đứng dậy phúc thân tạ tội với nàng ta. Mai phi sợ hãi vội nâng tay nàng ta, thần thiếp chịu không nổi, công chúa hoài nghi thần thiếp cũng là bình thường, quả thực là đông mai bên cạnh thần thiếp cấu kết với nghi quý phi. May mắn thương mai kiên trì tin tưởng ngươi, nếu không, bản cung thật sự trách lầm ngươi, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, viên thuốc thương mai kêu người uống, sẽ chẩn đoán ra hoạt mạch, ngự y đều không hoài nghi chứ. Còn nữa, lúc xảy thai cuối cùng, ngự y có nói gì đặc biệt không? Mai Phi lắc đầu, ngự y không hoài nghi, tất cả đều nhận định là hỉ mạch, về phần lúc sau xảy thai, ta cố ý châm vào bụng, y phục rất rộng, máu sẽ chảy dọc theo da bụng, vì vậy, cũng có giả tượng sinh non. Tráng tráng nghe nàng ta nói vậy, không nhịn được nắm chặt tay nàng ta, làm khó người rồi, bắt người chịu khổ như vậy. Mai Phi cười, chuyện này có là gì? Cục tức này thần thiếp cũng đã nhịn 10 năm rồi, bây giờ trong lòng không biết sảng khoái biết bao. chương 768, thăm dò các phía, Tráng tráng nhớ tới lúc nghi quý phi vừa vào cung, chỉ là một cô gái nhiệt liệt lại ngoan ngoán, lúc đó, ai nghĩ tới nàng ta lại tâm cơ thâm trầm như vậy. Công chúa, bây giờ những lời đồn đãi về thương mai ở bên ngoài đều ngừng lại rồi sao? Mai phi hỏi. Ừ, Hoàng thượng lệnh quốc sư lập đàn, nói hồ ly tinh là nghi quý phi, thương mai bây giờ dù là quang minh chính đại đi trên đường lớn cũng sẽ không ai ném trứng thối vào nàng. Mai phi cười phi, vậy thì tốt. Tráng tráng lại cười không nổi, Hàng mày sầu muộn cao chặt lại, cũng không biết là vui hay là sầu nữa. Hoàng thượng đính chính cho Thương Mai, là vì nàng còn có giá trị lợi dụng, ai biết đến lúc đó sẽ dùng thủ đoạn gì chứ. Tâm tư con người một khi xuất hiện lệch lạc thì sẽ càng đi càng sai, thủ đoạn của hắn, chúng ta phòng không lại, hơn nữa, bây giờ Thương Mai có thai, càng không thể có nửa điểm sơ suất. Mai Phi vui vẻ nói, Thương Mai có thai rồi, thật quá tốt rồi. Chán chán ngẩng đầu nhìn nàng ta, thấy sự vui vẻ của nàng ta là thật lòng, bất giác cười, người đó, không sợ nàng sinh ra một nhi tử, sau này lão thất có tư tâm, muốn nâng đỡ nhi tử của mình. Mai Phi vội cắt ngang lời nàng ta, công chúa đừng nói linh tinh. Nàng ta nhìn xung quanh, xác định chỉ có cầm chi và quỳnh hoa, bèn đè thấp giọng nói, nếu thật như vậy, thần thiếp ngược lại không có gì để sợ, thần thiếp trước giờ không dám vọng tưởng tam nhi có thể làm thái tử. Làm hoàng đế, chỉ cầu hắn có thể an ổn làm một thân vương, nếu vương gia thật sự đi bước đó, ít nhất, Tam Nhi là an toàn. Ừ, người hiểu như vậy thì rất tốt, chán chán tán tưởng. Mai Phi thở dài, nếu nói, thấy người như Quý Thái Phi và cô mẫu của thần thiếp mà còn không biết thỏa mãn, vậy thì thần thiếp cũng uổng làm mẫu thân người ta rồi. Cô mẫu nàng ta là Hạ Lão Phu Nhân. Tràn đầy thủ đoạn, cuối cùng rơi vào chết thảm, hà tất chứ. Con người đời này có 10 phần năng lực thì làm việc 5 phần tuyệt đối đừng làm lố, cũng đừng cưỡng cầu. Lần này tráng tráng vào cung, nói với Mai Phi lâu như vậy, trong lòng rất hài lòng. Ít nhất, Mai Phi không giống những người khác, nàng ta biết đủ. Biết đủ, rất khó được. Rời khỏi nhạc thanh cung, nàng ngẫm nghĩ một lát, đi một chuyến tới cung hoàng hậu. Từ sau khi nghi quý phi xảy ra chuyện, trái tim hoàng hậu luôn run rẩy nàng ta rất lo lắng hoàng thượng sẽ điều tra tới trên người nàng ta, nàng ta đương nhiên không biết rất nhiều chuyện trong đó, nhưng lần đầu tiên nàng ta ra tay muốn mạng người, thì đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa nàng ta rốt cuộc chưa từng nhìn thấy thế giới mấy, sao không kinh sợ run rẩy chứ. Nghe thấy tráng tráng tới, nàng ta càng thêm bất an, bởi vì, nàng ta từng nói những lời không tốt về tôn phương nhi ở trước mặt tráng tráng, nàng ta sợ tráng tráng hoài nghi nàng ta và nghi quý phi thông đồng hại tôn phương nhi. Ngẫm nghĩ, nàng ta cũng cảm thấy nghi quý phi quá tàn nhẫn, giết người cũng thôi, sao còn băm thành thịt vụn chôn chứ? Thủ đoạn này thật sự quá hung tàn. Sắc mặt hoàng hậu không tốt lắm, còn đang đau lòng vì cái chết của chiêu quý phi. Tráng tráng hỏi. Hồ Hoan Linh xoa huyệt thái dương, nặn ra nụ cười miến cưỡng, lại thở dài, chuyện này thật sự là khiến người ta kinh sợ, giết người, còn băm nát thi thể, bản cung nghĩ tới cũng cảm thấy lạnh lòng. Đúng vậy, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết nghi quý phi là người lòng dạ đen tối vậy chứ? trong cung này có thể thành thực sống lại cứ thích giày vò cuối cùng là không có kết cục tốt cũng tốt nghi quý phi xem như đã nhắc nhở các nương nương trốn hậu cung hẳn là sau này hoàng hậu quản lý hậu cung cũng không cần tiêu tốn tâm sức nữa đúng vậy đúng vậy hồ hoan linh cứ cảm thấy lời này của tráng tráng có ý chỉ khác chán toát mồ hôi lấy tay lau tráng tráng thấy nàng ta thực sự sợ hãi bèn nói cũng chỉ có một nghi quý phi thôi may mắn đã diệt trừ mai phi lần này chịu uy khuất cực lớn mất đi đứa bé, xém chút ngay cả mạng cũng mất. Ngươi làm hoàng hậu, lo lắng một chút. trong cung nàng phàm là thiếu gì thì ngươi chỉ cần đưa tới, hoàng thượng sẽ biết ngươi hiền đức. Tả công chúa nhắc nhở, đây thật sự là một lời bừng tỉnh. Mai phi là người bị hại, nàng ta chỉ cần qua lại với người bị hại, thì có thể rửa sạch hiểm nghi nàng ta là người ra tay. Hơn nữa hoàng hậu vốn là nên lo lắng cho hậu phi, mai phi lại vừa mất đi thai nhi, mình tranh thủ lúc này đi lại nhiều hơn hoàng thượng thấy cũng sẽ tán thưởng mình tráng tráng thấy sắc mặt nàng ta liền biết nàng ta nghe vào tiếp tục nói bản cung không ngại nói với ngươi vài câu trong lòng nếu người bằng lòng nghe thì ghi nhớ nếu cảm thấy không thích nghe thì cứ xem như bản cung phí lời thỉnh công chúa chỉ dạy hồ hoan linh dáng vẻ rửa tai cung kính lắng nghe tráng tráng nói bản cung và muội muội của ngươi hồ hạnh nhi có chút giao tình lúc ngươi vào cung nàng từng thỉnh cầu bản cung chiếu cố ngươi Ngươi không cần hoài nghi nàng có phải giả tạo không, lời này của nàng cũng không đơn thuần là vì ngươi, sau lưng ngươi là một gia tộc, phàm là ngươi xảy ra chút sai lầm thì hồ gia cũng phải theo ngươi gặp tai ương, cho nên, hạnh nhi lo lắng cầu xin ta, đây là thật lòng. Hoàng thượng lấy ngươi làm hậu, mục đích rất rõ ràng, hắn nhìn chúng ra tài hồ gia, ngươi chỉ là một cửa đột phá, hoàng thượng không thể nào thỏa mãn chút tiền tư phòng đó của ngươi, mặc dù, bản cung biết, tiền tư phòng của ngươi cũng không ít nhưng không thể làm hoàng thượng thỏa mãn. Hạnh Nhi đưa ra sách lược mở rộng kinh doanh là chính xác, vì chỉ có vậy mới có thể bảo trụ hồ ra, bảo trụ ngươi, cho nên, ngươi đừng trách nàng, nàng không thể chỉ quan tâm một mình ngươi, mà khiến cả nhà gặp tai ương. Nếu là trước đây, có người nói với nàng ta những lời này, nàng ta tuyệt đối sẽ nghe không vào. Nhưng trải qua chuyện tôn phương nhi và nghi quý phi, nàng ta mới cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng dùng chút bạc là có thể khống chế được toàn bộ cục diện, lại không biết nàng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy được bầu trời nơi miệng giếng mà thôi. Cho nên, nàng ta liên tục gật đầu, vâng. Tráng tráng thấy nàng ta nghe vào thì tiếp tục nói, bản cung kêu ngươi đi quan tâm Mai Phi, là vì suy nghĩ cho ngươi, mặc dù Mai Phi chỉ là phi vị, nhưng có hoàng tử, địa vị ở hậu cung vững vàng, trải qua chuyện lần này, hoàng thượng sẽ càng thêm thương tiếc yêu thương nàng ta, ngươi tiếp cận nàng ta, đối với ngươi là trăm lợi mà không có một hại. Bản cung hiểu rồi, Hồ Hoan Linh gật đầu. Hoàng hậu, sức lực của một người rốt cuộc là có hạn, mà lòng người chỉ dựa vào dùng bạc mua về thì không đáng tin, vì lợi mà tụ, hết lợi tản đi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ những lời hôm nay bản cung nói với ngươi. Về phần huyền tuệ, ngươi cũng không cần hao tốn tâm tư, ban đầu thương mai tặng người cho ngươi, chỉ là muốn đuổi nàng ta đi, không muốn nàng ta ở vương phủ, dù sao thì người hoàng thái hậu ban, nàng ấy cũng không dám trực tiếp đuổi đi, huyền tuệ có chút tính tình, Ngươi giữ nàng ta bên người cũng không tốt. Không bằng đuổi nàng ta về nhà mẹ ngươi đi, làm thiếp cho huynh đệ ngươi. Huyền tuệ ban đầu vào vạn thọ điện, nghe thấy mama và thương mai nói tôn phương nhi có thai liền ra ngoài nói với người của hoàng hậu. Vì vậy, huyền tuệ cần phải đưa đi, trước khi hoàng thượng điều tra toàn bộ mọi chuyện, nàng ta phải đi. Nàng ta đã thích làm sủng thiếp, vậy thì để nàng ta đi làm. Hồ Hoan Linh gật đầu, đại ca ta con nối dõi đơn bạc, thật sự cần thêm một di nương, vậy để nàng ta đi đi. Tráng tráng biết đại ca này của nàng ta là kẻ vô dụng, nhưng phu nhân lại cực kỳ hung dữ, di nương thông phòng gì đó đều bị nàng ta trị đến chết đi sống lại, nào sẽ có con nối dõi hưng thịnh. Hy vọng, uyển tuệ có thể sống dưới tay nàng ta. chương 769, Hai phần thiên hạ Sau khi tráng tráng xuất cung, không có đi thẳng đến vương phủ mà là về phủ công chúa trước. Vào trong phủ, nàng truyền ám vệ đến, canh chừng bên ngoài, nếu như người theo dõi đi rồi thì về bẩm báo bổn cung. Vâng, ám về quay người đi ra ngoài. Cầm chi đi vào nhà, không vui mà nói, hoàng thượng ngay cả công chúa mà cũng phải phòng bị, thật là không ngờ. Tráng tráng nhàn nhạt, nhạt nói, không sao, hắn ta luôn là một người đa nghi, mà ta lại thân cận với thương mai, hắn ta phòng bị ta cũng là chuyện không thể nào bình thường hơn. Hoàng thượng rốt cuộc còn muốn làm gì nữa chứ? Cầm chi không khỏi dầu dĩ, mấy chuyện này thật sự chả chịu dừng lại chút nào. Không biết, tráng tráng khẽ thở dài một hơi, làm thế nào để biết trong lòng một người đang suy nghĩ gì chứ? Đặc biệt, ông ta đã càng đi càng bất công rồi. Hoàng thượng trước đây là một hoàng thượng tốt, bây giờ cũng không biết tại sao mà cứ nghi kỵ người tốt, vương gia và vương phi là người tốt biết bao. Trong lòng tráng tráng cũng không vui, mấy chuyện mà hoàng thượng làm với nàng ta, nàng ta đến nay vẫn chưa buông bỏ được không ai có cách khiến ông ta ngừng lại. Đã đợi cả hai ngày, người canh chừng tráng tráng mới rời khỏi, nhưng tráng tráng cũng không đợi bọn họ đi rồi mới ra ngoài. Nàng lệnh người chuẩn bị lễ vật, đích thân đến tiêu ra một chuyến, đưa đồ cho loan loan. Sau đó, mới đến vương phủ. Trong thời gian đó, luôn có người theo dõi nàng ta. Ở vương phủ khoảng nửa canh giờ, thông báo hết tất cả mọi việc trong cung cho thương mai nghe xong, liền lập tức rời khỏi sự canh chừng của hoàng đế khiến mọi người đều cảm thấy không thoải mái mà cuối cùng vào chiều hôm đó hoàng đế hạ chỉ bảo thương mai sáng ngày hôm sau vào cung trần trị cho ông ta mộ dung khanh luôn không cho thương mai ra ngoài nhưng cho dù có là hắn thì cũng không thể kháng ý chỉ bệnh tình của hoàng đế đã bắt đầu trở nặng hơn sau khi tôn phương nhi chết nhưng ông ta mãi đợi đến bây giờ mới kêu thương mai vào cung chắc hẳn là đã có sắp xếp chàng yên tâm ta nhất định sẽ chú ý, hơn nữa đây cũng là cách duy nhất để ta có thể cứu mẫu thân, nếu như ta không vào thì ai có thể cho bà ấy thuốc giải chứ?" Thương Mai an ủi, khuôn mặt mộ dung khanh căng chặt, yên tâm là không thể yên tâm được, ta đi với nàng, về với nàng, tóm lại không thể ở lại trong cung. "Được, Thương Mai biết chàng bây giờ rất lo lắng, để cô một mình vào cung là không thể nào." Sáng hôm sau Thương Mai mới vào cung nhưng mộ dung khanh chiều hôm đó đã vào cung gặp hoàng đế trước rồi có một số lời hắn không nói thì không thoải mái bệnh tình của hoàng đế thực ra không có nặng như trong tưởng tượng bởi vì ông ta đang dùng phương thuốc trước đây của thương mai nhưng phương thuốc trước đây tuy nói là có thể duy trì một chốc nhưng sức khỏe của ông ta bị cổ độc cắn lại cho nên sự ổn định này chỉ là tạm thời bản thân ông ta cũng biết hai huynh đệ đã rất lâu không có nói chuyện riêng với nhau rồi mộ dung khanh ngồi ở trước giường nhìn vị huynh trưởng đang nửa nằm kia trong đầu nghĩ ra rất nhiều chuyện trước giờ hoàng huynh luôn là người mà hắn yêu kính từ khi nào mà đã thay đổi rồi cảm thấy thế nào mộ dung khanh nhẹ giọng hỏi sắc mặt hoàng đế ảm đạm mẩn đỏ hiện ra đã không còn sự anh dũng vĩ đại như trước kia nữa chỉ có một đôi mắt là còn sắc bén uy nghiêm giữ lại vài phần khí thế của một vị hoàng đế. Ông ta nhìn Mộ Dung Khanh, ngữ khí cực kỳ thân thiện, cảm giác không tốt lắm, thất đệ, chấm sắp chết rồi, để có suy nghĩ gì. Ông ta chưa từng hỏi Mộ Dung Khanh một cách sắc bén như vậy qua, trước đây cho dù trong lòng có suy tính, nhưng cũng vẫn có thể duy trì sự hiền hòa ở bề ngoài. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, lời này, không biết nên trả lời thế nào nữa. Hoàng đế thấy hắn không lên tiếng, trên mặt liền hiện lên nụ cười lạnh, nghe nói, thương mai mang thai rồi. Chép mới luôn có tại thăng trùng chui N, nét thăng. Mộ dung khanh gật đầu, ừm, phải. Chúc mừng đệ, có hậu đại rồi. Tả hoàng thượng, có dự định gì, hoàng đế nhìn chăm chăm vào hắn mà hỏi. Mộ dung khanh nhíu mày, dự định, có dự định gì chứ? Nếu như để có hậu đại rồi, không lẽ không có dự tính gì cho nó sao? để cam tâm để nó cả đời uất ức ở dưới người khác sao? Nữ khí của hoàng đế sắc bén vô cùng, trên khuôn mặt không kìm nén nổi sự đỏ bừng của cơn kích động. Mộ Dung Khanh nhìn ông ta, cười khổ một tiếng, hoàng huynh cho rằng thần đệ sẽ tạo phản, sẽ mưu đồ cướp đế vị, nếu hoàng huynh đã nói đến, thì thần đệ cũng không ngại hỏi hoàng huynh, nếu như thần đệ có dã tâm như vậy thì lúc trước khi hoàng huynh Lâm trọng bệnh đã thu nắm đại quyền rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Hoàng đế âm trầm mà nói, đó là bởi vì, đệ nghĩ chấm không qua khỏi cho nên đệ không nóng lòng, đệ chưa hề ngờ, chấm sẽ khỏe lên, sẽ nắm quyền trở lại, thậm chí lấy lại quyền nhiếp chính vương của đệ. Hoặc là, trước đây đệ không có nghĩ như vậy, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, chấm đã làm gì với đệ, chấm cũng không định che giấu, trong lòng đệ cũng rất rõ, chấm không tin là sau khi trải qua những chuyện này, đệ vẫn còn trung thành với chấm như trước đây. Mộ Dung Khanh nhìn ông ta, có phải vi thần nói gì, Hoàng thượng đều sẽ không tin không? hắn không còn xưng là thần đệ nữa, cũng không có kêu ông ta là Hoàng Huynh, tình huynh đệ này, hắn đã thất vọng rồi. Muốn chấm tin đệ, Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nhìn hắn, được thôi, chấm đồng ý tin đệ, nhưng, đệ cũng phải làm chút gì đó cho chấm, có đúng không? Trái tim mộ dung khanh chợt lạnh giá, làm gì? Lão thất, còn nhớ trước đây chấm tin tưởng đệ thế nào không? Hoàng đế lại thở dài, đôi con người sâu thẳm nhìn hắn, như được nhuốm lên một lớp thân tình chấm đã từng nói người của thiên hạ đều sẽ phản chấm duy chỉ có đệ là sẽ không chấm từng đối xử chân thành với đệ thậm chí khi chấm bị bệnh nặng gần như đã cho đệ hoàng vị rồi phần tín nhiệm này không lẽ không đáng để đệ bỏ ra chút gì đó sao mộ dung khanh không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào ông ta đệ thay đổi rồi thật sự thay đổi rồi kể từ khi lấy hạ thương mai đệ đã thay đổi rồi trên mặt hoàng đế tràn đầy sự thất vọng, mối hôn sự này, trước đây mẫu hậu thật sự không nên đồng ý. Hoàng thượng rốt cuộc là muốn nói gì? Mộ dung khanh đứng dậy, lùi về sau một bước, đứng như lễ thần tử. Vẻ mặt cung kính, thực tế là đang duy trì khoảng cách với ông ta. Phá bỏ đứa con trong bụng của hạ thương mai, hưu thê, chấm và để chia hai phần thiên hạ. Hoàng đế chậm rãi nói. Hai tay mộ dung khanh siết chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh, Hắn hít thở sâu một hơi, nhẫn nhịn cơn kích động muốn vung nắm đấm qua đó, nói, Hoàng đế, thần có con, liền khiến người cảm thấy có sự uy hiếp như vậy sao? Đã làm phụ thân, thì nhất định sẽ nghĩ cho con của mình, chẳng là người từng trải. Nếu đã như vậy, thì người lập thái tử là được. Hoàng đế khẽ cười, vô cùng mỉa mai mà nhìn hắn, thái tử. Cho dù là nâng đỡ thái tử đăng cơ thì sau này chẳng băng hà rồi, đế vị này còn không phải của nhiếp chính vương đệ sao? Vậy, cho dù hôm nay người kêu ta bỏ thương mai, thì sau này người băng hà, ta sẽ không làm được gì nữa chắc. Mộ Dung Khanh cũng nghĩa mai mà nói. Cho nên, hoàng đế chậm rãi nhìn hắn, chấm đã chuẩn bị một loại thuốc cho đệ. Sau khi uống vào, đời này đệ sẽ không có con, chỉ cần đệ không có hậu thì cho dù đệ có thể bá chiếm đế vị một thời, thì cũng phải giao trả lại thôi. Như vậy, ông ta thật sự có thể yên tâm rồi, hơn nữa, hạ thương mai một khi bị hắn bỏ, sẽ bị truyền vào cung, cô chỉ có thể ở hi vi cung cả đời, ông ta chết, cô chết, mãi mãi cũng không cứu được chứng vô sinh của lão thất. Chấm không bảo đệ phải lập tức đồng ý, đệ đi suy nghĩ đi, nhưng, nếu như đệ thật sự đồng ý, chấm sẽ lập tức hạ chỉ, cho đệ nhiếp chính, và cai quản đại chu theo tất cả ý nguyện của đệ, cũng hứa, khi nào chấm còn sống, thì sẽ chia hai phần thiên hạ với đệ. Mộ dung khanh lùi về sau hai bước, sắn tay áo xuống, che đi cổ tay đang nổi gân xanh, thần cáo lui chương 770, cướp người. Hắn quay người lại, thì giọng nói hoàng đế liền âm trầm mà truyền tới, nếu như đệ không đồng ý thì hậu quả tự chịu. Mộ dung khanh không hề ngừng lại chút nào, thậm chí chả hề do dự, phẫn nộ mà rời đi. Hoàng đế cười lên, lúc bắt đầu chỉ là cưới khẽ, sau đó thì ha hả cười to, cười đến ra cả nước mắt. Hoàng thượng, long thể quan trọng, lộ ông công nhìn mà sót, liền tiến lên trước an ủi. Hoàng đế vươn tay ra, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, chấm vô tình lắm, có đúng không? Nhưng chấm có thể không làm như vậy sao? Tình huynh đệ này, chỉ e là tan vỡ từ đây rồi. Lộ công công thực sự không nhịn được, nói, hoàng thượng, có khi nào người đã nghĩ nhiều rồi không? Vương gia chỉ e là chưa hề có dã tâm đoạt quyền qua. Đôi con người lạnh lẽo của hoàng đế quét nhìn lộ công công, đáy lòng lộ công công chợt hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nô tài lỡ lời, hoàng thượng bớt giận. Hoàng đế nhắm mắt lại, khuôn mặt tiểu tụy mang theo sự bi thương, chấm không thể không làm như vậy, trước đây chấm tin đệ ấy không có, nhưng bây giờ. Không, đệ ấy đã nếm được tư vị của quyền lực, hễ là nam tử nhiệt huyết thì đều sẽ không coi khinh quyền lực, ai mà không có dã tâm chứ? Ai không muốn thống nhất thiên hạ? Chỉ có khi đệ ấy trở thành người như các ngươi thì mới mài mòn được dã tâm và tâm huyết của đệ ấy, như vậy thì cho dù chấm có chết, cũng có thể nhắm mắt rồi. Lộ công công ngạc nhiên, hoàng đế sao lại nghĩ như vậy? Điều này khó tránh có quá tàn nhẫn rồi. Người thay đổi không phải vương gia, mà là hoàng thượng đó. Nhưng, thân làm nô tài, không dám nói ra câu này. Trần trừ một hồi, lộ công công nói, hoàng thượng, người luôn là hiền quân, nhớ lúc người mới đăng cơ, dốc sức vì nước, chỉ cần có tài là dụng. Quốc lực của đại chu chúng ta trong 4 năm người đăng cơ đã đuổi kịp đại lương quốc rồi, ngay cả thái hoàng thái hậu cũng tán thưởng người, Nói người nghiêm chính yêu dân là một hoàng đế tốt, mà hoàng gia luôn phụ từ tử, tử hiếu, huynh hữu để cung, đây cũng là công lao của người mà. Những lời trước đó của Lộ công công đều chỉ vì tám chữ phụ từ tử, tử hiếu, huynh hữu để cung, ông ta hy vọng hoàng thượng có thể nhớ, tình cảm của vương gia và hoàng thượng trước giờ đều luôn rất sâu nặng. Nhưng hoàng đế hiển nhiên đã hiểu ý của ông ta, liền lạnh lùng nói, huynh hữu để cung. Phụ từ tử, tử hiếu, lão bát đang làm gì? ngươi có biết không tên nghịch tử phế thái tử kia ngay cả phi tử của chấm mà cũng dám nhòm ngó phụ tử tử hiếu cái gì Chấm chính là quá tin bọn chúng rồi đầu tiên là phế thái tử và lương thái phó kế tiếp là quý thái phi và lão bát có tên nào mà chấm chưa từng tín nhiệm sâu sắc chứ lão thất sẽ là ngoại lệ ư để ấy sẽ không ông ta xua xua tay nói ngươi không cần nói nữa ngày mai nếu như hạ thương mai không có vào cung thì ngươi truyền an thân vương vào cung gặp chấm, ông ta chính là dù có chết cũng phải cắt được đi ý định của lão thất trước. Đáy lòng lộ công công chợt run lên, hoàng thượng định. Ngươi lắm mồm quá, hoàng đế lạnh lùng nói. Lộ công công quỳ mà lùi về sau hai bước, cúi đầu nói, nô tài có tội. Cuộc đối thoại giữa huynh đệ này đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của mộ dung khanh. Mộ dung khanh không thể để thương mai vào cung, nhưng thương mai không thể không đi, mẫu thân còn ở trong tay của ông ta phu thê hai người vì chuyện này mà tranh cãi một hồi, cuối cùng, mộ dung khanh vẫn không thỏa hiệp, chỉ nói chàng sẽ nghĩ cách cứu liên thúy ngữ ra. Trong lòng mộ dung khanh cũng rất bức bối, hắn không có kể những lời mà hoàng đế nói cho thương mai nghe, mấy lời này, hắn chả nói cho ai nghe được hết. Thương mai biết hắn đã vào cung qua, sau khi xuất cung, hắn liền nói không cho cô vào cung, cô biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Truy hỏi vài lần, Hắn đều không chịu nói, thương mai cũng hết cách. Vậy chàng nói xem, chàng có cách gì cứu mẫu thân? Phái người sông vào sao? hi vi cung canh chừng nghiêm ngặt, muốn cứu người, đâu có dễ như vậy. Làm không xong, thì mẫu thân sẽ vì đó mà mất mạng. Sự lo lắng của thương mai không phải không có đạo lý. Hoàng đế đã phái rất nhiều cao thủ canh chừng hy vi cung. Muốn sông vào hy vi cung thì cần phải có người của giả vương xuất má. Cứ như vậy, giả vương sẽ bị bọn họ kéo xuống nước. Hơn nữa, người của giả vương đa số là người trong giang hồ, không thuận mắt với lính trong cung, hở một chút là sẽ đại khai sát giới. Nếu như vì vậy mà lại tước đi vài sinh mạng vô tội, thì sao cô có thể nhẫn tâm được? Đằng sau một sinh mạng là cả một gia đình. Mộ dung khanh trầm tư rất lâu, nói, nàng yên tâm, bổn vương đi tìm lương thụ lâm nói chuyện. Chàng cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta. Bổn vương không có chắc chắn tuyệt đối, nhưng cũng phải thử một phen biết hoàng đế có ý hại Thương Mai, chàng tuyệt đối sẽ không để Thương Mai vào cung. Cho dù hậu quả có là bị ép phản, chàng cũng không tiếc. Cuộc đối thoại đó đã hoàn toàn cắt đứt tình huynh đệ. Hắn tiếp tục lệnh người sắp xếp Nam Quốc, đó là đường lui của hắn, là đường lui của một nhà hắn. Bên An Thân Vương luôn đợi hoàng đế truyền Thương Mai vào cung, trước đây, Mộ Dung Khanh từng an ủi ông ta, nói đợi Thương Mai vào cung là liền có thể giải độc cho Liên Thúy ngữ, cho nên nghe thấy hoàng đế hạ chỉ truyền thương mai ông ta rất vui lúc chiều ông ta đến vương phủ muốn tìm hiểu tình hình buổi sáng vào cung cho dù chiều vẫn chưa về thì cũng sắp rồi thế nhưng ông ta lại nhìn thấy thương mai vẫn chưa vào cung vẫn còn ở vương phủ hoàng thượng không phải đã hạ chỉ truyền muội vào sao sao muội không vào an thân vương hỏi mộ dung khanh nói là đệ không cho nàng ấy đi tại sao An thân vương tức giận mà hỏi. Mộ dung khanh không nói gì, chỉ nhìn thương mai. Thương mai đứng dậy, khẽ thở dài, hai huynh để các người nói chuyện đi, ta ra sân dạo một chút. Mộ dung khanh triệu linh lợi đến, nói không được rời khỏi vương phi nửa bước, không được để nàng ấy rời khỏi vương phủ. Thương mai ngước mắt nhìn chàng, lão thất, chàng vào cung một chuyến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chàng không thể nói với ta sao? Cô vốn đã không định truy hỏi nữa, nhưng hắn chịu nói với An Thân Vương, mà lại không chịu nói với cô. Mộ Dung Khanh rú mắt xuống, nói, không có gì, ta chỉ là không muốn nàng vào cung mà thôi. Thương Mai khẽ lắc đầu, bỏ đi, chàng không nói thì thôi. Cô và Linh Lợi đi ra ngoài, trong sân, ánh mặt trời rất đẹp, nhưng lòng Thương Mai lại âm u không nói thành lời. Vương gia làm bất kỳ chuyện gì đều là vì tốt cho Vương Phi, Vương Phi không cần phải xoắn suýt như vậy. Linh Lợi an ủi, Thương Mai trầm mặc một hồi, đi lên hành lang, vịn lấy lan can nhìn ánh sáng trong sân, ta biết chàng ấy là vì tốt cho ta, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chàng ấy không nói, chắc là có gì đó khó nói, hoặc là là chuyện rất tệ. Thương Mai thực sự nghĩ không ra là hoàng đế sẽ kêu chàng làm chuyện gì. Bây giờ, ông ta có điều phải cầu khẩn ở cô. An Thân Vương thấy hắn đặc biệt tách Thương Mai đi, liền biết sự tình tương đối nghiêm trọng ông ta bình tĩnh lại một hồi rồi hỏi nói đi tại sao không cho thương mai vào cung mộ dung khanh cũng ngồi xuống chậm rãi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt kia ra nghiến răng nói huynh ấy muốn thương mai phá thai còn muốn để bỏ nàng ấy còn muốn để uống thuốc vô sinh đời này không thể sinh con không thể giao hợp an thân vương không tức giận mà còn cười huynh ấy điên rồi sao ông ta biết thuốc vô sinh sau khi uống xong sẽ giống như thái giám tuy là có cái đó nhưng đã không còn dùng được nữa huynh ấy điên rồi suy nghĩ và cách làm hiện tại của huynh ấy đều vô cùng cực đoan rõ ràng biết huynh ấy có ý đồ như vậy sao để có thể cho thương mai vào cung nữa an thân vương vỗ bàn một cái nghiêm giọng nói nếu đã như vậy thì ta vào cung cướp người để cũng định làm như vậy nhưng mà chuyện này còn cần phải tìm lão cửu thương lược người có võ công cao cường bên chúng ta không nhiều huynh ấy phái trọng binh bảo vệ hy vi cung muốn vào cướp người nếu như không thành công thì chỉ e huyện chúa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. chương 771, thần sẽ không đồng ý. An thân vương nhìn hắn, đáy mắt sinh ta một tia dữ tợn dưới tay đệ có bao nhiêu người dùng được. Binh lực, phải, an thân vương thốt ra một câu từ trong kẽ răng, cùng lắm thì, phản. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một hồi, không giấu nhị ca, cái huynh nói đệ cũng đã nghĩ qua, nhưng bây giờ không thích hợp, mộ dung khanh đưa ông ta đến thư phòng lấy ra một bầy binh đồ nói cái này đệ đã làm suốt đêm qua trước đây chỉnh đốn binh lực định đón đánh bắc mạc cho nên binh lực đã tập trung lại ta đã giao binh phù cho tiêu kiêu lúc tiêu kiêu về triều đã giao cho hoàng thượng vì vậy binh lực vốn đã phân tán nay lại tập trung lại trong tay hoàng thượng đương nhiên dựa vào sức của huynh và đệ có thể dụ một bộ phận địch đầu hàng nhưng cứ như vậy tin tức dò dỉ ra đệ bằng với việc phản loạn rồi, sẽ không có quá nhiều người hưởng ứng. An thân vương nhìn phần bầy binh đồ đó, theo như trước đây, mấy sĩ binh này phải được phân tán, phân chia đi khắp nơi, binh mã trong tay ta và đệ cộng lại cũng không vượt qua 10 vạn người. Nhưng, mấy người này đều đã quy nạp triều đình vì chuyện trước đây, cho nên chúng ta không thể điều động hoàn toàn, chỉ có phủ binh của ta và đệ, phủ binh của đệ nhiều, một vạn người, phủ binh của ta chỉ 5 ngàn, không có bất kỳ xác suất thắng nào, còn về 10 vạn người kia, miễn cưỡng, có lẽ có thể điều động được. Nhưng, nếu như không được, thì sự việc lớn lao mà không hoàn thành được còn sẽ tổn hại đến tính mạng của tướng sĩ. Ông ta tuy có thể không mang tất cả vì liên thúy ngữ, nhưng, ông ta là võ tướng, sẽ không hy sinh tính mạng của sĩ binh của mình trong tình huống không có nắm chắc phần thắng. Nhưng, huynh đệ hai người, đều đã có ý, đây là điều mà trước đây hai người đều chưa từng nghĩ qua. Bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng rằng, có một ngày bọn họ sẽ có suy nghĩ này nhưng phản tạm thời là không hay trừ phi liên hệ được với đám người trần lão thái quân tiêu hầu gia phó an hầu nhưng chuyện của hai huynh đệ bọn họ sao có thể liên lụy đến bọn họ được hơn nữa lão thái quân và tiêu hầu gia đều không thể làm nghịch tặc khoan hãng nói đến lão thái quân tiêu gia đời đời trung lương là loại là dù hoàng đế có kẻ đại đao trên cổ bọn họ cũng sẽ ngạo nghễ mà chết tuyệt đối không nói phản Bây giờ, cách duy nhất là nhờ người của lão Cửu ra tay, sau khi cứu huyện chúa ra, chúng ta lui đến Nam Quốc." Mộ Dung Khanh nói kế hoạch của hắn ra. "Ừm, nhưng cũng có rủi ro." Suy nghĩ này, hồi nãy An Thân Vương cũng đã lóe qua, nhưng ông ta rất nhanh đã phủ định. Bởi vì, tuy lão Cửu luôn nghe lời của lão thất, nhưng muốn điều dụng môn phái của hắn ta, hắn phải mạo hiểm, cho dù sau này chuyện thành hay bại, Tố Nguyệt lâu và Tà Hàn lâu đều phải chịu trọng kích thậm chí có thể là họa diệt môn nữa. Ông ta nhìn thẳng vào mộ dung khanh, lão thất, đệ không thể phủ nhận, thương mai vào cung là cách duy nhất rồi. Đệ sẽ không đồng ý cho nàng ấy đi mạo hiểm, mộ dung khanh liền từ chối. Ngón tay an thân vương khẽ gõ lên bàn, một mình trầm tư. Lúc muộn hơn một chút, thị vệ ở phủ an thân vương tới, nói là hoàng thượng triệu ông ta vào cung. Hai huynh đệ, đối mắt nhìn nhau một cái. Sắc mặt đều khẽ thay đổi, Mộ Dung Khanh nhíu mày, hy vọng là đừng để đệ đoán chúng. Mười phần chắc rồi, An Thân Vương nặng nề mà thở dài. Ông ta quay người rời đi. Trong cung, cho dù có là long hùng hổ huyệt, thì ông ta cũng phải xông vào. Người ông ta yêu sâu nặng đang ở trong cung, ông ta không thể không quan tâm. Hoàng đế không có tiếp kiến An Thân Vương ở Hi Vi Cung, mà lê lết thân xác bệnh nặng của mình đến ngự thư phòng. Nguyên nhân trong đó, An Thân Vương đương nhiên hiểu, không muốn cho ông ta gặp được A Ngữ. Lòng của Hoàng đế ít nhiều cảm thấy có chút hổ hẹn với An Thân Vương. Bởi vì, mấy năm nay An Thân Vương gần như không hỏi qua chuyện triều chính, nhưng chỉ cần quốc gia khó khăn, ông ta sẽ đứng ra. Giống như lần này bác mạc xâm phạm, ông ta dẫn binh đón đánh, sau còn bình định tiên bi, có đại công với quốc gia. Ông ta cố gắng ngượng tinh thần đến gặp An Thân Vương, nhưng, dù có gắng ngượng đến thế nào cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, Ông ta biết mình, nếu như không có cách chữa trị thích hợp thì mạng sẽ không còn lâu nữa. Hạ Thương Mai không có vào cung, khiến ông ta rất tức giận. Ông ta biết, lão thất không có nghe những lời tối qua vào tai mình. Đáng tiếc bao nhiêu, chỉ cần hắn đồng ý thì huynh đệ bọn họ có thể quay về như trước rồi. Nhưng lòng người có thể cưỡng cầu không? Hắn không đồng ý thì chứng minh lão thất đã tồn tại lòng phản bội rồi, không còn là thất đệ nghe lời của ngày xưa nữa đổi lại là trước đây, cho dù có kêu hắn hy sinh tính mạng, hắn cũng hoàn toàn không do dự. Hoàng đế triệu vi thần vào cung là có chuyện gì? Kể từ khi đan thanh huyện chúa vào cung, thì thái độ của an thân vương đối với hoàng đế đã vô cùng xa cách lạnh nhạt. Bây giờ, cho dù là có nhìn thấy vẻ mặt bệnh nặng của ông ta, cũng hoàn toàn không hề sao động. Hoàng đế nhìn ông ta, sắc trời đã tối, trong điện thắp lên hơn 10 cây nến to bằng cánh tay em bé, chiếu sáng như ban ngày, nhưng đáy mắt ông ta vẫn không thể phát ra chút ngọn lửa nào, như đã chết đi rồi vậy. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, thẳng thắng trực tiếp, nhị đệ, chấm biết đệ nhớ nhung đan thanh huyện chúa đã lâu, chấm cũng định thành toàn cho các người. Tả hoàng thượng, trên mặt an thân vương không có chút vui mừng nào, mở màn tuy trực tiếp, nhưng vẫn chưa đủ trực tiếp. Hoàng đế kêu ông ta tiến lên trước, hai tay chống trên bàn, nhẫn nhịn một cơn tanh ngọt đang cuồn cuộn, bình tĩnh mà nói, chấm cho đệ hai lựa chọn, thứ nhất, giết lão thất. Thứ hai, giết hạ thương mai, sau đó cho đệ ấy uống thuốc vô sinh. An thân vương nhìn khuôn mặt bình thản của ông ta, nói, nếu như thần có thể bảo thương mai vào cung chữa bệnh cho người, thì có phải vẫn còn lựa chọn thứ ba không? Hoàng đế lắc đầu, không phải thật tâm, thì đệ cảm thấy chấm sẽ cho nàng ta vào cung sao? Hoàng thượng, nếu muốn muội ấy thật tâm vào cung chữa bệnh cho người, thì hôm qua, tại sao phải nói mấy lời đó với thất đệ? Người cảm thấy, thương mai chữa không khỏi cho người, cho nên, thà cắt đi đường lui của bọn họ, cũng phải bảo đảm cho người về sau không có lo lắng ư. Đôi con người của hoàng đế âm trầm, hạ thương mai tuy không thể chữa khỏi cho chấm, nhưng, có thể khiến chấm chống đỡ được một hai năm thậm chí là 2 ba năm, chỉ đáng tiếc, tất cả mọi thứ của chấm đều phải để cho phu phụ bọn chúng nắm trong tay. Nếu đã như vậy thì chấm hà tất gì phải vì một hai năm này mà mạo hiểm đánh mất đi Giang Sơn chứ? Nói câu này hơi mạo phạm, nếu người băng hà thì Giang Sơn này cuối cùng cũng phải mất đi thôi. Chỉ ít, chấm có thể chắc chắn người kế vị là con trai của chấm, chứ không phải người ngoài. Người ngoài mà Hoàng thượng nói, là đệ đệ ruột của người, là đệ đệ ruột đã tận chung với người bao nhiêu năm, vì người mà vào sinh ra tử vô số lần. Thanh âm của An Thân Vương khẽ cất cao lên, như có vài phần sắc bén. Hoàng đế nhìn chăm chăm vào ông ta, đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, nghiêm giọng nói, nếu như đệ là chấm, cũng sẽ như chấm thôi vì người mà mình quan tâm vì thứ mà mình quan tâm mà không tiếc mọi thứ hôm nay đệ vào cung cũng không phải vì người trong lòng đệ sao sao phải nói mình thanh cao như vậy đệ và chấm có khác biệt gì chứ an thân vương thất vọng mà nói thần không dám so với hoàng thượng cũng không so được với hoàng thượng đệ chỉ cần nói một câu thôi đồng ý hay là không đồng ý hoàng đế dưới sự tức giận mẩn đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng khiến người ta cảm thấy dữ tợn vô cùng. An thân vương lắc đầu, thứ nhất, thần sẽ không giết đệ đệ ruột của mình. Thứ hai, thần cũng sẽ không thể kêu đệ đệ ruột của mình đoạn tử tuyệt tôn, chuyện hung ác nham hiểm như vậy, nếu như thần làm thì sau này làm gì còn mặt mũi nhìn tổ tông nữa. chương 772, ép hắn phản. Hoàng đế nhìn ông ta, rất lâu cũng không lên tiếng, đáy mắt gợn sóng cuồn cuộn, nhất thời, có hàng trăm loại suy nghĩ lé qua. Nhưng cuối cùng, ông ta nở ra một nụ cười nhạt, khẽ ho một tiếng, hôm nay nhị đệ dùng thiện với chấm đi. Đôi con người an thân vương lập lè, vâng. Bữa cơm này, đương nhiên không phải là nói cốt nhục tình thân. Nhưng an thân vương cũng không nghĩ ra, mục đích chân chính của ông ta là gì, chỉ tưởng ông ta vẫn chưa từ bỏ, muốn tiếp tục khuyên. Khi ông ta ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thấy có người vén rèm ra, chậm chậm đi tới, thân ảnh đó, khuôn mặt đó, quen thuộc không nói thành lời, ông ta lập tức hiểu ra. Bà ta gầy đi rất nhiều, cả cái cằm đều nhọn ra, nhưng cả người rất có sinh khí, rất có sinh lực, đằng sau bà ta có hai thị nữ, bước đi khoan thai, giơ tay nhấc chân đều có vài phần tư thái xinh đẹp, hoàn toàn không mất đi sự yêu nhã trước đây. Sau khi bà ta đi vào, đôi mắt chỉ nhìn một người, là nước mùa thu mờ mịt, nụ cười nơi cánh môi mang theo vài phần nhu tình e thẹn. Bà ta thẹn thùng hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của bà ta, hất cầm lên, "Vị này là An Thân Vương, chào An Thân Vương đi." Liên Thúy ngữ như là lúc này mới nhìn thấy An Thân Vương cũng có mặt ở đây, bà ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt giảm đi một phần, duy trì sự đoan trang trước đây, dè dặt mà cúi người, "Bái kiến An Thân Vương." Sự nhu tình lúc nãy của bà ta chỉ đối với một mình hoàng đế thôi. An Thân Vương chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi đang không ngừng trào dâng từ dưới chân sông lên đến đầu não khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên chỉ suýt chút đã phun ngụm máu tươi ra đôi mắt của ông ta cứ nhìn chăm chăm vào tay của hoàng đế tay của hoàng đế bây giờ đang cầm lấy tay của a ngữ vương ra thấy ông ta rất lâu cũng không trả lời liên thúy ngữ bèn gọi một tiếng an thân vương nuốt ngụm máu tươi đó xuống bình tĩnh lại mà nói huyện chúa đa lễ rồi liên thúy ngữ mỉm cười ngồi xuống nói rất lâu chưa gặp qua vương ra rồi vương gia vẫn khỏe chứ? Khỏe, huyện chúa có lòng rồi. Hoàng đế nghe thấy lời này, thì khẽ ngạc nhiên, nàng nhớ đệ ấy sao? Liên Thúy Ngữ cười cười nói, ta và vương gia có duyên gặp mặt vài lần, sao có thể không nhớ? Sắc mặt hoàng đế khẽ thay đổi, Tôn Phương Nhi có nói với ông ta qua, sau khi hạ hai loại cổ dễ nghe và tình cổ, thì bà ta chỉ sẽ nhớ những nam nhân là người thân của mình thôi. Cũng chính là nói, bà ta chỉ có thể nhớ cha huynh của mình và ông ta, chứ không thể nhớ ra lão nhị được. Bởi vì lúc hạ cổ dễ nghe, Tôn Phương Nhi ở bên cạnh bà ta chỉ đọc tên của một nam nhân, như vậy thì trong lòng bà ta sẽ chỉ nhớ người nam nhân đó. Những người khác cho dù có thân thiết thì bà ta cũng sẽ không nhớ ra, bao gồm hạ hòe quân. Hôm hạ cổ, bà ta ngay cả lương thụ lâm mỗi ngày đều lảng vảng ở trước mặt bà ta mà cũng không nhớ ra, sau này mới quen biết lại. Những người quen biết hoặc là nói cho bà ta biết sau khi bị hạ cổ độc thì bà ta sẽ nhớ. Nếu chỉ có tình cổ thì bà ta không tới nỗi sẽ quên đi, nhiều nhất chỉ là quên tình, nhưng cùng hạ với cổ dễ nghe thì lại khác, đáng lẽ sẽ không nhớ ra mới phải, cổ dễ nghe còn có tên khác, chính là Sâu nghe lời, nghe thấy lời của người hạ cổ độc rồi thì trừ phi được giải cổ độc, nếu không sẽ luôn bị khống chế. Không lẽ Tôn Phương Nhi đã gạt ông ta? Ông ta nghĩ đến đây liền ôm lấy vai của Liên Thúy Ngữ, ôm lấy bà ta bên cạnh mình, Liên Thúy Ngữ thẹn thùng nói, Hoàng thượng, vương gia còn ở đây mà. Đệ đệ trong nhà, có sao đâu, sau này đệ ấy chính là tiểu thúc của nàng rồi. Hoàng đế như cười mà như không cười nhìn An Thân Vương nói. Đôi tay An Thân Vương siết lại thành nắm đấm, trên mặt đỏ bừng như muốn vắt ra máu tươi, ông ta che đi sự thê thảm dưới đáy mắt mình, chậm chậm rũ mắt xuống, nhưng không nói được chữ nào. Liên Thúy Ngữ mỉm cười mà nhìn An Thân Vương, đáy lòng đột nhiên có chút kỳ lạ, sau đó là đau nhói, bà ta đưa tay ôm lấy ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao thế? Hoàng đế thấy thần sắc bà ta không đúng, liền hỏi. Không sao, Liên Thúy Ngữ ngẩng đầu lên, đáy mắt mù mờ mà nhìn An Thân Vương, chỉ là hồi nãy nhìn Vương ra, trong lòng ta không biết tại sao mà đột nhiên đau lên một cái. Trái tim của An Thân Vương vì câu nói này của bà ta mà đột nhiên đau lên dữ dội, Đáy lòng có một sự vui mừng lờ mờ, có phải là cho dù bà đã trúng tình cổ, nhưng vẫn còn có ông ta không? Sắc mặt hoàng đế đen lại, nàng về nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Nhất định là có gì đó không đúng. Nhưng, hôm nay không phải người đã nói, bảo ta nói chuyện với vương gia, khuyên nhủ ngài ấy sao? Liên Thúy ngữ nghi hoặc mà hỏi, sao lại bảo ta đi rồi? Đôi con người của An Thân vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hóa ra, không phải đơn thuần là muốn kích thích ông ta mà là kêu a ngữ tới để khuyên nhủ. Hoàng đế nhàn nhạt nói, bây giờ không cần nữa, vương gia sẽ đồng ý thôi. Liên Thúy ngữ mỉm cười xinh đẹp, vậy thì tốt, vậy ta về trước đây. Bà ta đứng dậy, cúi người với hoàng đế, rồi lại cúi người với An Thân vương một cái, lúc chuẩn bị đi, còn nhìn An Thân vương một cái, đáy mắt lại lóe qua một tia nghi hoặc. Đôi con người của An Thân vương khiến người ta nhìn mà đau lòng kỳ lạ bà ta mờ mịt mà đi ra ngoài lộ công công dìu lấy bà ta ở bên ngoài nhẹ giọng nói huyện chúa cẩn thận bậc thềm liên thúy ngữ nhìn lộ công công hỏi công công hoàng thượng vốn bảo ta đến khuyên nhủ an thân vương kêu ông ta giết vợ của lão thất lão thất này là ai vợ của hắn lại là ai lộ công công mỉm cười nói cái này nô tài sao mà biết chứ hoàng đế cố ý không nói ra tên của vương gia là bởi vì trong cung có người bàn tán Mộ Dung Khanh là phu quân của Thương Mai, nếu như nói tên, bà ta sẽ biết là phu quân của Thương Mai, nếu nói lão thất thì sẽ không biết là ai. Lộ công công rũ mắt xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, tiếp tục dìu liên thúy ngữ đi xuống, sau đó, phái người đưa bà ta về hy vi cung, còn ông ta vẫn đứng bên ngoài điện chờ hầu hạ. Sau khi liên thúy ngữ đi, hoàng đế tỏ rõ thái độ, lạnh lùng nói, hạ thương mai không chết, thì bà ta chết, để tự lựa chọn đi, không chỉ là hạ thương mai chết, còn phải cho lão thất uống thuốc đoạn tử, chỉ cần đệ làm được, chấm lập tức ban hôn cho các người, hơn nữa, chỉ có hạ thương mai chết, đệ mới có thể danh chính ngôn thuận lấy A ngữ. An thân vương tức giận nói, người không sợ ép đệ ấy phản lại sao? Đệ ấy sẽ làm vậy sao? Hoàng đế bình tĩnh mà hỏi. An thân vương nhìn chăm chăm vào ông ta, đôi con người phun ra lửa giận, nhưng đôi con người của hoàng đế lại trầm tĩnh như giếng sâu. An thân vương đột nhiên hiểu ra, hít ngược một hơi lạnh, đây chính là con đường thứ ba, đúng không? Lão thất có con đường thứ ba để đi, nếu như đệ ấy không làm theo những gì mà người nói trước đây thì người sẽ ép đệ ấy phản lại, đệ ấy phản, thì ngài có thể danh chính ngôn thuận giết chết công thần này, giết đi đệ đệ ruột của người. Hoàng đế cười, rất lâu sau, ông ta khẽ giọng nói, đệ nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi, chấm không có ý này. An thân vương nhìn thần sắc của ông ta, trong lòng đã hiểu hết, đây mới là mục đích cuối cùng của ông ta lão thất chắc chắn cũng biết nếu không hắn sẽ không lên kế hoạch chuyện khởi binh hắn sẽ không sống chết cũng không cho thương mai vào cung bởi vì hắn biết thương mai vào cung thì nhất định sẽ chết trong cung thương mai chết lão thất phản đây là chuyện chắc chắn tất cả mọi thứ mà ông ta làm đều là vì ép lão thất phản ông ta biết lão thất sẽ không giết hạ thương mai và đứa con trong bụng cô càng sẽ không uống thuốc vô sinh cho nên lão thất thật sự chỉ còn một con đường để đi đó chính là phản hơn nữa ông ta gần như có thể khẳng định nếu như lão thất phản thì hoàng thượng nhất định sẽ phái an thân vương ông ta làm đại nguyên soái dẹp loạn phản nghịch bởi vì a ngữ ở trong tay ông ta ông ta có thể vì a ngữ mà cả đời không lấy vợ thì nhất định sẽ vì a ngữ mà đi dẹp loạn nghịch tặc bởi vì lão thất mà phản thì không còn tình huynh đệ nữa nếu như ông ta không đi thì là bất trung hơn nữa nếu như ông ta không đi thì còn có tiêu hầu, tiêu kiêu, trần lão thái quân, mấy người này sẽ được ông ta sử dụng. chương 773 hay là chúng ta len lén đi đi. An thân vương cũng chả biết mình đã xuất cung như thế nào nữa, nộ khí trên toàn thân gần như đã thiêu đốt ông ta đến tận cùng. Ông ta run cầm cập mà lên ngựa, đứng ở cửa cung, nhưng không biết đi đâu về đâu. Về phủ, đến phủ nhiếp chính vương. Có một giây phút nào đó, ông ta muốn giết tên hôn quân đó hôn quân phải ông ta bây giờ không còn là hiền quân nữa mà là hôn quân cuối cùng ông ta quyết định đến phủ nhiếp chính vương mộ dung khanh dường như biết ông ta sẽ đến liền bảo thương mai đi nghỉ ngơi mình thì đợi ông ta ở cái đình trong sân lúc nghiêm vinh đưa an thân vương đến hắn đã uống say được một nửa rồi an thân vương một tay giật lấy hủ rượu của hắn lúc nào rồi mà còn nhớ đến việc uống rượu nữa mộ dung khanh liếc nhìn ông ta một cái cho dù là lúc nào thì nên uống cũng vẫn phải uống. Hắn giật lại, lại ngửa đầu uống một ngụm, nói đi, hoàng huynh tốt của chúng ta tìm huynh nói gì vậy? Hai con đường, giết đệ, hoặc là giết thương mai, đệ uống thuốc đoạn tử. Vậy đằng sau đó thì sao? Mộ Dung khanh cười khẩy, ý tứ đằng sau đó, nhỉ ca không biết sao. An thân vương trầm mặc một hồi, biết, huynh ta muốn ép đệ phản. Mộ Dung khanh một tay siết vỡ hủ rượu, khuôn mặt đột nhiên bao trùm một tầng u ám, không sai, huynh ấy muốn đệ phản. Chữ phản này là nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là tại sao tối hôm qua hắn xuất cung liền vẽ ra bầy binh đồ, hắn phải biết tỷ lệ thắng của mình cao bao nhiêu. Vậy đệ định làm thế nào? An thân vương hỏi. Thời gian của huynh ấy không nhiều, nếu như đệ không ngoan ngoãn nghe lời thì huynh ấy sẽ động tay trước, để cứ đợi huynh ấy ra tay, chứ còn làm thế nào được nữa. Mộ Dung Khanh nở một nụ cười mỉa mai. Bây giờ, hắn có thể làm được gì? Binh lực hắn không đủ, Nam Quốc chưa bố trí xong, thương mai lại có thai, hắn khó mà nhúc nhích. Đợi huynh ấy ra tay, đệ chỉ có một con đường chết. Ánh mắt an thân vương lập lè bất định. để chết, huynh ấy cũng chết. Mộ dung khanh cầm lấy mảnh vỡ mà chơi đùa, mảnh vỡ nhuốm lên một mảnh máu tươi, là lòng bàn tay mà khi nãy hắn bóp nát hủ rượu đã bị thương. An thân vương nhìn hắn, đệ chưa từng dự định sẽ đi tìm lão tổ tông sao. Mộ Dung Khanh cười, có nghĩ qua, hơn nữa tối qua đã kêu người đi tìm, nếu không tìm được, hoặc là lão tổ tông không chịu về thì đệ chỉ có một con đường để đi. Hắn không muốn tìm lão tổ tông, thân làm con cháu, hắn không thể khiến bà lão an hưởng tuổi già đã là bất hiếu lắm rồi, bây giờ còn cần bà ta đứng ra bảo vệ một nhà lớn nhỏ của hắn, hắn rất xấu hổ. Nếu như hắn đơn độc một mình, hắn thả cố gắng liều cũng sẽ không tìm lão tổ tông, khiến bà ta không được an yên, nhưng thương mai có mang rồi, Hắn rất mong đợi có thể nhìn được con của mình ra đời An thân vương khẽ thở dài một hơi Nếu như lão tổ tông về Thì ít nhất vẫn còn một cơ hội sống Lão tổ tông sẽ không cho ông ta làm như vậy Chỉ là Lão tổ tông có còn ở Hàn Sơn không Nếu như không ở Hàn Sơn Thì ai có thể tìm thấy bà ta chứ Khi vi cung Hoàng đế nửa nằm trên chiếc giường Vừa mới uống thuốc xong Bao công công chọn một viên mật đường cho ông ta Ông ta ngậm trong miệng yếu ớt mà nói thuốc này càng lúc càng vô dụng rồi bao công công nhìn mà xót xa hoàng thượng sẽ không sao đâu trên thế gian này có thể cứu được chấm chỉ có một người hoàng đế cười khổ nhưng bà ấy sẽ không cứu chấm bà ấy từng nói mạng của hoàng đế là do trời định bà ấy không có quyền sửa đổi thật là tàn nhẫn bà ấy thà trơ mắt nhìn chấm chết cũng không muốn ra tay giúp đỡ hoàng đế bi ai mà nói thực ra bọn họ đều hiểu lầm chấm rồi chấm chưa từng muốn lão thất chết, đệ ấy đối với chấm mà nói quả thực là một mối đe dọa rất lớn, nhưng chấm sẽ không giết đệ ấy, lão bát không có sự đe dọa đối với chấm sao. Nhưng chấm cũng chỉ giam lỏng lão bát mà thôi, không có giết đệ ấy, chấm không làm được chuyện giết hại huynh đệ ruột của mình, bọn họ suy cho cùng cũng không hiểu chấm. Lần này, nếu như lão tổ tông ra tay giúp đỡ cứu chấm, chấm sẽ nghĩ ra một cách khác, để lão thất rời khỏi kinh thành, không uy hiếp được đến đế vị. Còn về hạ thương mai, Nàng ta quả thực là một họa thủy, sau khi lão thất lấy nàng ta, cả người đều thay đổi, cho nên, cho dù hạ thương mai không chết, chấm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta, còn về con của lão thất, cũng không thể do nàng ta sinh ra. Ông ta trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói, nhưng tốt nhất là lão thất có thể uống thuốc đoạn tử, như vậy, chấm sẽ không còn lo lắng nữa. Bao công công không có lên tiếng, chỉ lắng nghe ông ta nói, mấy lời này, ông ta kìm nén trong lòng rất lâu rồi làm hoàng đế, ở trên cao lạnh giá, bên cạnh ngay cả một người trò chuyện cũng không có, cũng rất là khổ. Hoàng đế cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt cũng có chút mơ màng, chấm làm sai rồi sao? Chấm cũng chỉ vì tính toán cho Giang Sơn Đại Chu thôi, quốc gia không thể có nội chiến, những kẻ có năng lực tạo phản, chấm đều phải áp chế, năm đó đối với tiểu cô cô và Tiêu Kiêu cũng như vậy, trong lòng chấm không khó chịu sao? Ai có thể hiểu cho sự khổ tâm của chấm chứ? tiểu cô cô đến nay vẫn còn hận chấm chấm biết hết chấm áy náy nhưng chấm không có cách nào hết đây là giang sơn mà tổ tông khó lắm mới xây dựng lên được không thể để bại trong tay chấm được lão thất chấm có thể nâng lên thậm chí đồng ý chia hai phần thiên hạ với đệ ấy nhưng đó là vì chấm biết một ngày chấm còn thì có thể áp chế đệ ấy nếu như chấm chết rồi đệ ấy không có con suy cho cùng thì người kế thừa đại thống cũng là con trai của chấm như vậy cuối cùng cũng có thể biến loạn thành chính nhưng tiêu ra, tiêu ra thì không được. Ông ta suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cuối cùng, trước mắt sinh ra rất nhiều ảo giác, ông ta nhất thời bi phẫn, phun ra một ngụm máu tươi, khổ sở mà kêu lên, lão thất, để không hiểu chấm. Hoàng thượng, bao công công hét lên, ngự y, mau truyền ngự y. Bệnh của hoàng thượng đã càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Liên tục thổ huyết hai ngày, trong máu có một số con sâu đang lúc nhúc mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy, nhưng số lượng rất nhiều, cho nên khi thổ huyết ra, thổ trên khăn tay, có thể nhìn thấy máu đang chuyển động, đây là hiện tượng sâu độc cắn ngược. Mà bên mộ dung khanh, mãi không đợi được tin tức của lão tổ tông. Hắn đã tìm giả vương, có được sự tương trợ của giả vương. Giả vương hạ lệnh ngay trong đêm, bảo người của tà hàn lâu vào kinh. Thương mai bởi vì lo cho liên thúy ngữ, cũng lo lắng chuyện lão thất vào cung ngày hôm đó, cô biết. Hoàng thượng nhất định đã ép đến hắn không còn đường đi, hắn mới ngăn cô vào cung cô quá muốn biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bây giờ có ba người biết chuyện này, một là Hoàng thượng, một là Lão Thất, một là An Thân Vương. Lão Thất không nói, cô lại không ra ngoài được, làm thế nào để biết đây? Hai ngày nay, cô nhìn thấy dạ vương bí mật tìm tới, cảm thấy dạ vương cũng là người biết chuyện, thế là liền bảo Linh Lợi đi thăm dò tin tức. Linh Lợi ra ngoài một chuyến, về nói với Thương Mai, chủ tử cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như An Thân Vương biết thì chi bằng, tối nay ta với người đến phủ An Thân Vương một chuyến đi. Nhưng, lão thất không cho ta ra ngoài, bên ngoài có người canh chừng mà. Thương Mai nói, người cứ yên tâm là được, ta sẽ sắp xếp tốt, bảo đảm thần không biết quỷ không hay, tối nay Vương ra hẹn với chủ tử, chủ tử đồng ý sẽ dây dưa với Vương ra đến giờ tí mới cho ngài ấy về, cho nên chúng ta chỉ cần về vào giờ tí là được rồi. Dạ vương đồng ý giúp ta lén ra ngoài. Thương Mai cảm thấy có chút bất ngờ. Phải, chủ tử cũng muốn biết là đã xảy ra chuyện gì, Vương gia cứ không chịu nói với chủ tử, chủ tử không lo lắng sao được. Linh Lợi nói. Thương Mai tuy cảm thấy có chút không hay lắm, nhưng cô quá muốn biết suy tính của hoàng đế rồi, thế là bèn đồng ý. Chương 774: Trộm mất. Sau khi Linh Lợi đi ra ngoài, không bao lâu sau Mộ Dung Khanh đã trở về. Nhìn hắn khá mệt mỏi, thương mai biết mấy ngày nay hắn đã không được ngủ yên rồi phải bôn ba khắp mọi nơi nhưng cô thì không giúp được chuyện gì cả hôm nay trở về sớm vậy hả cô đi tới cởi áo choàng bên ngoài ra giúp hắn nhẹ giọng hỏi ừm um, đến khuya ta có hẹn với tên tiểu tử tiêu thác trao đổi chuyện làm phụ thân mộ dung khanh cười đáp thương mai biết hắn có hẹn với dạ vương nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết cô cười nói tên nhóc tiêu thác đó chỉ giỏi làm liều thôi hiểu gì cách làm phụ thân chứ vậy nên bản vương sẽ dạy hắn. Mộ Dung Khanh đưa tay ôm eo cô, nở nụ cười đầy tà khí, bản vương rất giỏi dạy người khác đó. Thương Mai tức giận đáp, đúng vậy, ai bảo người có tài liệu giảng dạy hay cơ chứ? Khi thành thân với nhau, người cũng dạy ta mà, đặt một quyển sách ở trên gối đầu, đó chính là tài liệu dạy học tốt nhất. Sắc mặt mộ dung khanh trở nên lúng túng vô cùng, nàng còn nhắc tới chuyện đó làm gì hả? Đó là nỗi nhục cả đời hắn, nếu sớm biết nội dung trên sách toàn là những tư thế không thực tế và lý luận suông thì khi 15 tuổi hắn đã tìm một người tới động phòng để học hỏi kinh nghiệm. Ta nhớ tới thế hạc giữa bầy gà, cảm thấy buồn cười mà thôi. Lần nào thương Mai nhớ tới chuyện này đều không thể nhịn cười nổi, trên quyển sách đó có một thế gọi là hạc giữa bầy gà, hắn sắp xếp mọi thứ theo kinh nghiệm của người đi trước được viết trong sách, tư thế hạc giữa bầy gà này sao có thể làm được cơ chứ? Âu cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi nếu như không phải là quyển sách kia đã bị xé nát thì không biết cô còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa. cười gì chứ, có gì đáng cười sao? họ viết vậy cũng có lý mà, chỉ do nàng không am hiểu võ công, ai bảo nàng đứng một chân không vững chứ? người đứng thì vững rồi, thương mai cười như không cười, nhìn hắn kết quả thì sao nhỉ? kết quả là nhảy mấy lần như cương thì vậy, cả hai cùng ngã lăn ra. đừng nhắc lại chuyện đó nữa. mộ dung khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Thương Mai cười giòn tan, thế hạc giữa bầy gà vẫn khá ổn, nhưng thế hạc bay lên trời kia thì đúng là một trò đùa mà. Mộ Dung Khanh bóp mặt cô, hung dữ nói, ai cho nàng nói? Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi hơn. Thương Mai vẫn cười ngặt nghẽo không ngừng, cuối cùng Mộ Dung Khanh đành phải khóa chặt lấy bờ môi cô thì cô mới ngừng lại. Chỉ là sau một phen ma sát với nhau đã châm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn, Thương Mai áp lên người hắn, có phải là nên tìm ai thông phòng cho người không? Nàng dám hả?" Mộ Dung Khanh giận dữ hỏi. Thương Mai nở một nụ cười quái quỷ, duỗi năm ngón tay ra, "Ngũ cô nương này rất dễ dùng đó." Mộ Dung Khanh đang ở độ tuổi máu lửa nhất, hắn lại mới được nếm mùi vị trái cấm cách đây không lâu, sao có thể nhẫn nhịn được 3 tháng trước, 3 tháng giữa và 3 tháng sau cơ chứ? Ban đêm khi dùng bữa, Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào tay Thương Mai, vui mừng nói, "Cuối cùng bản vương đã có thị thiếp rồi." Thương Mai giơ tay lên, đấm về phía đối phương đúng vậy người thị thiếp này không chỉ biết cách hầu hạ người mà còn có thể đánh người nữa đó mộ dung khanh nắm chặt lấy tay cô hỏi vậy người thị thiếp này có trò gì hay không có chiêu lan hoa phất huyệt thủ mộ dung khanh liên tục gật gù tên hay lắm tiểu khuyên ở bên cạnh ngây ngô hỏi một câu vương phi thị thiếp là gì thị thiếp này am hiểu võ công hay sao hai người chỉ tập trung trêu chọc nhau hoàn toàn quên mất có một thiếu nữ tuổi mới trưởng thành là tiểu khuyên ở bên cạnh. Thương Mai cười tới mức mặt đỏ bừng, nói, không có gì đâu, ta và vương gia đang đùa với nhau mà thôi. Làm nô tỳ còn tưởng có một thị thiếp am hiểu võ công nữa chứ, sợ chết đi được, như vậy thì chẳng phải vương phi sẽ bị bắt nạt hay sao? Tiểu khuyên che ngực, nói, tỏ dáng vẻ sợ hãi. Mộ Dung khanh bật cười, phất phất tay, được rồi, tiểu khuyên, ngươi ra ngoài đi, không cần hầu hạ nữa. Vâng, cho dù tiểu khuyên không giỏi quan sát đi chăng nữa thì cũng biết vợ chồng chủ nhân đang định nói chuyện ân ái với nhau, vì vậy nàng ta ngoan ngoãn lùi ra ngoài. Mộ dung khanh tự mình múc canh cho thương mai, vẻ đùa giỡn trên gương mặt biến mất, hắn khẽ nói ta đã vấn an lão vương ra rồi, thân thể của nàng không tốt, lại thêm trước đó phải bôn ba, lao lực. Vậy nên mấy tháng nay nàng phải ăn nhiều vào, ăn ngon vào. Ta cũng là đại phu mà, người cứ yên tâm, ta biết dưỡng thai như nào. Thương Mai cười nói, "Mộ Dung Khanh lắc đầu, cho dù nàng am hiểu nhưng suy cho cùng thì nàng chưa từng sinh nở, nghe thêm kinh nghiệm của người đi trước sẽ tốt hơn. Còn nữa, sau này nếu như bản vương không ở bên cạnh thì nàng cũng phải học được cách tự chăm sóc bản thân mình, sức khỏe của nàng và con là quan trọng nhất, hiểu chưa hả?" Thương Mai cảnh giác nhìn hắn, "Vì sao người không ở bên cạnh ta chứ?" "Ta chỉ nói nếu như, đương nhiên ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng." tốt nhất là trước khi nàng sinh con thì ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng mộ dung khanh vội vàng nói ừm um, như vậy là tốt nhất thương mai đáp ai ai cũng có sức ý cũng ham hưởng thụ cả hiện giờ thương mai không mong có bất kỳ chuyện gì xảy ra cô mong mọi chuyện cứ như hiện giờ trời tối ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn sáng sớm tỉnh lại mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn sau khi cứu được mẫu thân cô muốn đi nam quốc rời xa trốn kinh thành này không cần tiếp tục suy nghĩ ai sẽ hãm hại mình nữa. Trước đây khi chưa có con, cô không thèm quan tâm tới tính mạng của mình, nhưng hiện giờ cô đã có con rồi, có nỗi lo, không thể tùy hứng như trước được nữa. Mộ Dung Khanh nói tiếp, nếu như sau này bản vương xảy ra chuyện gì vậy nàng hãy dẫn theo con, tìm một người đàn ông tốt để tái giá, chưa có sống một mình, cô độc tới hết đời này, hiểu chưa? Khi nghe thấy Mộ Dung Khanh nói những lời này, Thương Mai cảm thấy lạnh buốt, lão thất đêm nay người bị làm sao vậy hả? Sao người lại cứ nói mấy lời xui xẻo như vậy chứ? Mộ Dung khanh gượng cười một tiếng, không phải là xui xẻo gì cả đâu, nhưng có rất nhiều chuyện chưa hẳn đã nằm trong tính toán của chúng ta. Có lẽ do bản vương lo lắng quá nhiều, suốt ngày suy nghĩ lung tung, nghĩ ra đủ các loại khả năng. Đồng mệnh cổ của bản vương vẫn chưa bị cởi bỏ, chưa chắc lâm lâm đã nghiên cứu ra được giải dược cứu tôn phương nhi, tóm lại thì bản vương suy nghĩ quá nhiều, trong lòng rối loạn, vậy nên mới nói những lời đó với nàng cũng để nàng có dự tính trước trong lòng im miệng thương mai cả giận nói ta không thích nghe những lời đó sau này người đừng nói lại nữa gia đình ba người chúng ta cùng tiến cùng lùi ừm tốt lắm mộ dung khanh thấy cô nổi giận thì không dám nói tiếp dỗ dành cô ta chỉ ăn nói linh tinh ấy mà nàng đừng coi là thật trong lòng người đang giấu giếm ta chuyện gì đó phải không hả thương mai hỏi không có việc gì đâu chỉ là từ lúc biết tin nàng có thai đến giờ, trong lòng ta suy nghĩ rất nhiều về tương lai vô định. Ta biết mình suy nghĩ nhiều, cũng đã hỏi an nhiên lão vương ra rồi, người nói việc đó rất bình thường. Khi chuyển từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác, mỗi giai đoạn đều có một nỗi lo riêng, ta nguyện ý nói cho nàng chứng tỏ là không sao cả rồi, có phải không? Thương Mai nghĩ tới những nỗi lo của hắn trước đó, cô nghĩ chắc hẳn là vì lần đầu làm phụ thân nên mới căng thẳng như vậy nhưng để cho bảo đảm thì cô vẫn đanh mặt lại, nói, nếu như người có tính toán gì mà không nói cho ta, giấu giếm ta đi làm chuyện gì nguy hiểm mà để ta biết được, vậy ta sẽ không dễ tha thứ cho người đâu, sẽ ghi hận người suốt đời. Mộ Dung Khanh cười đáp, nàng nói gì vậy hả? Nếu như ta có dự định gì thì liệu có thể giấu giếm được nàng hay sao? Thương Mai thấy hắn cười trột dạ thì càng cảm thấy là có việc, xem ra tối nay nhất định phải đi tìm an thân vương, làm thế nào cũng phải nghĩ cách biết được chuyện trong cung, Chương 775, đưa Thương Mai đi. Sau khi dùng bữa tối xong, Mộ Dung Khanh chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hắn ôm Thương Mai, hồi lâu sau cũng không chịu buông tay. Trong lòng Thương Mai cảm thấy bất an, sao vậy? Mộ Dung Khanh buông cô ra, chăm chú nhìn gương mặt bé nhỏ tỏ rõ vẻ lo lắng của cô, hắn nở nụ cười, không có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng mà thôi, hiện giờ ta không nỡ rời xa nàng chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà thôi quả nhiên tình cảm làm nhụt trí anh hùng mà, đại khái chính là như vậy. Thương Mai cười đáp, xem vẻ mặt ngốc nghếch của người kia, đâu còn là nhiếp chính vương oai phong khi ta mới quen chứ. Ta thích dáng vẻ tràn đầy ý chí của người. Mộ Dung khanh hôn lên chán cô, trong lòng run lên, thương Mai, ta yêu nàng. Thương Mai ngẩn ngơ tại chỗ, có một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra, cô còn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ không nói ra những lời này. Cô ôm lấy hắn, rụi đầu vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói đồ xấu xa người lại khiến ta rơi nước mắt rồi đồ ngốc nàng phải nói là nàng cũng yêu ta mới phải chứ sao lại khóc rồi mộ dung khanh thương xót đáp thương mai ngẩng đầu lên nước mắt tràn bờ mi ta yêu người người sớm biết chuyện đó rồi mà mộ dung khanh nở nụ cười ấm áp trong đôi mắt hắn tràn ngập tình cảm đậm sâu không nỡ dứt bỏ ta biết ta luôn biết mà hai người ôm nhau một hồi thì mộ dung khanh mới buông cô ra được rồi ta đi đây thương mai lưu luyến không nỡ buông hắn ra vâng vốn cô muốn dặn hắn hãy về sớm nhé nhưng khi nghĩ tới cảnh đêm nay cô cũng phải lén lút ra ngoài thì cô lại không thể nói ra những lời này được cô nhìn mộ dung khanh mặc đồ đen đi ra ngoài trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn cô một lần trong đáy mắt tràn ngập tình cảm ấm nồng những cơn gió thổi bay chiếc áo choàng đen của hắn ngay khi hắn quay đầu lại Thương Mai cảm thấy gió thổi càng điên cuồng hơn. Trong đầu cô lại xuất hiện dự cảm không lành. Cô quay trở về phòng mình, ngẩn ngơ ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ lung tung. Cô phát hiện ra lão thất đang che giấu cô rất nhiều chuyện, không cho cô biết điều gì cả. Từ khi mang thai đến giờ, dường như cô đã biến thành kẻ ngốc vậy. Tuy rằng cô biết hắn muốn bảo vệ cô, nhưng cô không thích cảm giác này. Cô mong mình và hắn cùng tiến cùng lui, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện khi linh lợi đi vào thì thấy cô đang ngẩn người nàng hỏi sao vậy thương mai ngẩng đầu lên vẻ mờ mịt trong đôi mắt tản đi không có gì đâu linh lợi khi nào thì chúng ta đi để ta đi sắp xếp đã linh lợi nhìn nàng muốn nói gì lại thôi sao vậy thương mai thấy sắc mặt của nàng ta lạ như vậy đứng lên hỏi linh lợi đi tới nói vương phi thật ra người đừng nên suy nghĩ quá nhiều Vương gia không nói cho người biết là vì muốn người yên tâm dưỡng thai. Vậy nên lần này chúng ta tới tìm An Thân Vương, nếu như người không thể biết được chân tướng thì cũng chớ nên lo lắng. Ta biết mà, Thương Mai biết chưa chắc An Thân Vương sẽ nói, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nếu không biết thì ngày nào cô cũng suy nghĩ tới chuyện này, vậy thì khó chịu lắm. Linh Lợi gật đầu, vậy thì tốt, ta ra ngoài sắp xếp đã. Nói xong đi ra ngoài. Thương Mai thay quần áo xong, gọi Tiểu Khuyên vào hỗ trợ trải tóc hộ, búi gọn gàng mái tóc ra. Suy cho cùng thì đi ra ngoài càng đơn giản thì càng tốt. chừng thời gian một nén nhang sau, Linh Lợi đi vào. Chúng ta có thể xuất phát rồi. Ra ngoài từ cửa sau, xe ngựa đang chờ ở trong ngõ rồi. Mama tiến vào trong, trên tay bê một bát thuốc. Nô Tỳ cũng đi cùng. Thương Mai nhìn Linh Lợi, người nói với Mama rồi. Nói rồi, còn phải nhờ Mama điều người của người rời khỏi đây mà. Người ra bên ngoài, Mama không đi theo thì sao có thể yên tâm được. Linh lợi cười đáp, đúng vậy, hiện giờ cả Mama và lão thất đều vô cùng căng thẳng. Mama nói, đi ra ngoài cũng được, nhưng trước tiên phải uống thuốc dưỡng thai đã, thuốc đã sắc xong rồi. Bà ta đặt bát thuốc xuống, dùng thìa quấy lên để giúp thuốc nhanh nguội hơn. Đơn thuốc dưỡng thai này do an nhiên lão vương ra kê, thương mai đã uống vài hôm rồi, loại thuốc này chẳng ngon chút nào cả, không thể nói là đắng mà là vừa đắng vừa ngọt, mùi vị rất kỳ quái. Vậy nên Thương Mai bóp mũi, một hơi uống cạn. Vương phi ngoan quá, ma ma cười, trong nụ cười có vài phần chua chát. Thương Mai cúi đầu nhận mứt hoa quả tiểu khuyên đưa tới, không hề nhìn thấy vẻ mặt ma ma. Một lúc sau, ba người đi ra ngoài, ma ma dặn tiểu khuyên trông nhà cẩn thận. Sau khi dặn dò vài câu, ma ma vẫn không yên lòng nhưng tiểu khuyên đã tươi cười, phất tay, mau đi đi. Vương gia sắp trở về rồi đó. Mama nói, con nhóc này nữa, càng ngày càng không coi bà già này ra gì rồi, còn dám bảo bà già này rông dài. Hiện giờ Tiểu Khuyên đã có đủ năng lực phụ trách một việc rồi, bà cứ yên tâm đi. Linh lợi cười nói, vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm nhiều. Dù nói vậy nhưng trong giọng Mama vẫn lộ ra cảm xúc vui mừng. Lúc lên xe ngựa, Thương Mai cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô nói, gần đây ăn cơm cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi tinh thần uể oải quá. Linh lợi đáp, khá lâu nữa mới tới phủ an thân vương, người cứ ngủ một giấc đi, khi tới đó thì ta sẽ đánh thức người. Vậy cũng được, thương mai cảm thấy mí mắt mình muốn sụp xuống, bối rối ngáp một tiếng, sau đó ngủ thiếp đi. Ma ma đỡ đầu cô gối lên trên vai mình, gọi nhỏ vài câu, vương phi, vương phi. Thương mai không hề trả lời, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Ma ma lập tức rơi nước mắt, chỉ mong lần này vương gia có thể thành công cứu được huyện chúa sau đó chúng ta lập tức đi tới việt đông nếu không lúc vương phi biết chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng còn nổi giận nữa linh lợi an ủi đừng suy nghĩ quá nhiều hãy tin tưởng vương gia nếu không nắm chắc thì vương gia sẽ không tùy tiện ra tay đâu đúng vậy nhất định sẽ thành công ngoài miệng mama nói như vậy nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng lo lắng bà vẫn hiểu rõ vài phần về sức phòng vệ trong cung trong cấm quân có cao thủ hàng đầu và cung tiến thủ, số cao thủ đứng đầu kia đã được điều tới Hy Vi Cung, hiện giờ Hy Vi Cung chính là đầm rồng hang hổ. Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc, nhưng nó không hề đi tới phủ an thân vương mà đi bên ngoài thành. Mộ Dung Khanh thì tới phủ thái úy. Họ không ra tay vào đêm nay, chỉ là trước khi hành động phải chuẩn bị xong tất cả. Bất đắc dĩ lắm hắn mới phải đưa thương mai đi, dù tính toán như nào đi nữa thì hoàng thượng cũng biết là do hắn làm mặc kệ là thành công hay thất bại thì chuyện này cũng sẽ truy cứu tới đầu hắn vậy nên trong khoảng thời gian này không thể để thương mai ở kinh thành được hắn đã bảo an nhiên lão vương ra bọc hậu đưa thương mai tới hàn sơn nếu như thất bại hắn bị hỏi tội bị chém đầu thì ít nhất thương mai cũng được yên bình nếu như thành công hắn sẽ lập tức tới hàn sơn đón thương mai sau đó đi tới việt đông đến lúc đó trời cao hoàng đế xa hắn và kinh thành hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau lần này đã liên lụy tới ngươi rồi. Mộ Dung Khanh ái náy nói với Dạ Vương. Hắn biết những năm gần đây lão cửu trốn tránh kinh thành, sáng lập ra Tố Nguyệt lâu và Tà Hàn lâu, cũng đã hao hết tâm huyết, hắn không muốn cuốn vào trong tranh đấu giữa triều đình và hoàng thất nhưng cuối cùng vẫn bị liên lụy vào trong. Dạ Vương nghiêng người qua, huynh đệ với nhau thì đừng nói mấy lời khách khí đó, nếu như cảm thấy hổ thẹn thì sau này có rượu ngon hãy đưa ta vài bình là được, ta biết huynh cất giấu rất nhiều thứ tốt, Ta đã từng tới hầm rượu trong vương phủ của huynh rồi đó." Mộ Dung Khanh cười nói, "Nếu như thành công thì ta sẽ cho ngươi toàn bộ những thứ ta cất giữ." "Hứa rồi đó." Dạ Vương hớn hở nói. Nhất ngôn cửu đỉnh, Mộ Dung Khanh vỗ vai hắn, nói, "Chương 776, hành động vào đêm nay." Dạ Vương lấy bản đồ hoàng cung ra, cường điệu phân tích hy Vi cung. "Thật ra hiện giờ thứ chúng ta phải đề phòng nhất chính là cung tiến thủ." Cho dù Cấm quân có nhiều cao thủ thế nhưng chúng ta không hề thua kém, bàn về võ công thì chúng ta còn hơn một bậc. Nhưng vũ khí của chúng ta lại không thể so sánh với Cấm quân được, bởi vì một khi trang bị cung tiến thì rất dễ bị phát hiện ra. Mộ Dung Khanh gật đầu, nói, đúng thế, vậy nên ta đã chuẩn bị giáp mềm rồi, bất cứ ai vào cung đều phải mặc giáp mềm. Trong cung dùng kiếm và tên rèn từ thép tinh, rất cứng rắn và sắc bén, có thêm một tầng phòng bị thì tốt hơn. Dạ Vương nhìn hắn nói thật ra ta cảm thấy thất ca không cần phải đi đâu mộ dung khanh lắc đầu không bản vương quá quen với hi vi cung rồi người ta hàn lâu chỉ dựa vào một tấm bản đồ thì khó tránh khỏi việc phạm sai lầm để bản vương dẫn đầu có thể giúp giảm bớt thương vong chỉ là nếu huynh gặp chuyện gì thì ta cũng không thể trả lời với thất tẩu đâu dạ vương cau mày nói yên tâm đi bọn hắn không thể tổn thương tới bản vương được đâu mộ dung khanh an ủi dạ vương kinh ngạc trong giây lát sau đó thở dài một tiếng chỉ là nếu làm vậy thì suốt đời này mối quan hệ giữa chúng ta và hắn sẽ không thể hàn gắn lại được mộ dung khanh không nói gì hồi lâu sau mới gật đầu đúng vậy dạ vương cười khổ một tiếng nhớ ngày đó hắn là một người đại ca tốt sao ta lại cảm thấy những chuyện khi còn nhỏ đang hiện ra trước mắt vậy nhỉ chỉ trong nháy mắt đã trở thành cảnh con người mất con người ai cũng thay đổi mà mộ dung khanh nhìn những ký hiệu trên bản đồ từng điểm từng điểm rơi vào trong mắt khắc ghi ở trong lòng, chỉ là những điểm đỏ bên trên dần hóa thành những câu chuyện cũ. Hắn đâu có muốn như vậy chứ, ai cũng muốn sống thoải mái, chỉ là không được mà thôi, không thể cưỡng cầu được. Trận chiến này của hắn là vì vợ con, có chết cũng không oán thán. Nhưng vì Thanh Mai và con, hắn nhất định sẽ tự bảo vệ chính mình. Ừm, đừng nên nghĩ về quá khứ nữa, nhớ tới thì lại mềm lòng, không thể làm chuyện lớn được. Chúng ta bàn bạc kế hoạch tối ngày mai như nào đi. Giả dạ vương vứt bỏ những dòng cảm xúc hiện hữu đi, nói. Phòng vệ trong cung là cố định, nhưng cũng không phải là cố định hoàn toàn. Với sự hiểu biết của bản vương về lương thụ lâm thì chắc chắn một ngày 12 canh giờ, cung tiến thủ đều ở vị trí, một ngày 3 ca, chuyện này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể tránh né được cung tiến thủ, nhưng cấm quân thay ca mất nửa nén hương, đây là quãng thời gian sơ hở nhất, chúng ta nhân cơ hội này, chia làm ba đường, tiến công chính điện hy vi cung, điện bên cạnh và nóc nhà. Dạ vương gật đầu, cảm thấy phân tích của hắn vô cùng chính xác, bởi vì cung tiến thủ cần có người hạ lệch, nếu như chia ra làm ba đường thì cung tiến thủ dễ dàng phạm lỗi, chỉ cần phạm lỗi là sẽ giảm bớt thương vong và cũng tranh thủ thêm được cơ hội cho họ. Mộ Dung Khanh nói tiếp, chúng ta chia ra làm ba nhóm, bản vương sẽ dẫn theo mấy người, dưới sự yểm hộ của ba nhóm người này, tiến hành cứu người, sau khi cứu xong thì lập tức rút khỏi, không được ham chiến, điểm này ngươi nhất định phải dặn dò kỹ người của ngươi đó người trong võ lâm đa phần đều khá nóng tính có thể chỉ vì đồng bạn bị thương mà sinh lòng báo thù nếu vậy sẽ khiến thương vong lớn hơn nữa dạ vương nghe hắn bài binh bố trận đâu ra đấy trong lòng thở dài một tiếng nếu như hoàng thượng tin tưởng trọng dụng hắn thì hắn chính là một tấm khiên không thể công phá của đại chu chỉ cần hắn có mặt cần gì lo lắng kẻ địch bên ngoài xâm lấn làm gì nữa hắn chính là một thiên tài quân sư sao vậy mộ dung khanh hỏi Thấy giả dạ vương ngẩn người ra thì còn tưởng hắn không đồng ý với kế hoạch của mình. Người có ý kiến gì thì nói ra đi, chúng ta sẽ tổng hợp lại, lập ra một kế hoạch tiến công tốt hơn. Trên gương mặt tuấn tú của giả dạ vương hiện lên ý cười, không có, chỉ là ta cảm thấy trước đó phụ hoàng không hề nhìn nhầm, huynh đúng là một thiên tài giỏi toàn diện. Vừa nhắc tới phụ hoàng, tâm trạng của mộ dung khanh nặng nề hơn vài phần. Lời dạy bảo của phụ hoàng vẫn văng vẳng bên tai hắn, các con đều là con cháu họ mộ dung phải nhớ cho kỹ, huynh đệ phải hòa thuận với nhau, tuyệt đối không thể tổn thương lẫn nhau. A à Khanh, con hiểu chuyện từ nhỏ, nhớ kỹ lời phụ hoàng nói, sau này phải giúp đỡ hoàng huynh của con, hoàng huynh của con là người nhân hậu, lương thiện, sẽ không bạc đãi con đâu. Hắn nhớ sau khi phụ hoàng nói câu này, hoàng huynh đã kéo tay hắn, chân thành nói, thất đệ, ca ca thề với đệ bất kể sau này xảy ra chuyện gì đi nữa thì ta cũng sẽ tin tưởng đệ, tuyệt đối tin tưởng, không sinh lòng nghi ngờ lời nói vẫn còn vang vẳng bên tai, chỉ là cảnh còn như người đã mất rồi. Lòng hắn đau nhói, cố gắng ném bỏ những ký ức đó đi, lạnh lùng và cứng rắn nói cứ quyết định như vậy đi. Ừm, dạ vương cất bản đồ đi, đi nào, hai huynh đệ chúng ta uống với nhau, sợ rằng 12 canh giờ nữa thất tẩu mới tỉnh lại, khi thất tẩu tỉnh lại chắc chắn sẽ hận huynh thấu xương. Mộ Dung khanh cười khổ, ta có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Vừa nghĩ tới hình ảnh cô nổi giận, Trái tim Mộ Dung Khanh nghẹt lại, hắn không muốn lừa cô, nhưng nếu như không làm vậy thì cô sẽ không rời đi. Trên Hàn Sơn, Thanh Mai tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau. Cô mở lớn hai mắt, nhìn thấy một bộ màn che xa lạ, cô khẽ giật mình, đột nhiên ngồi xuống, đánh giá xung quanh. Gian phòng được làm bằng trúc, đơn giản và sạch sẽ, trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn làm bằng trúc và bốn chiếc ghế cũng làm từ trúc mà thôi. Trong lòng cô nghi hoặc đây là chỗ nào vậy? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô tới phủ An Thân Vương hay sao? Cô đi giày bước xuống đất thì thấy cửa bị đẩy ra, Linh Lợi đứng ở cổng, thấy cô đã tỉnh lại thì nàng ta rảo bước đi vào. "Tỉnh rồi à?" Linh Lợi hỏi. Thương Mai hỏi, "Đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây? Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hai tay Linh Lợi rủ xuống, sâu trong đôi mắt có vài phần mất tự nhiên, đây là Hàn Sơn, người ngủ chừng 10 canh giờ rồi. An nhiên lão vương ra bảo cô sẽ ngủ 12 canh giờ, không ngờ rằng còn thiếu 2 canh giờ nữa thì cô đã tỉnh lại. Trong lòng thương mai chấn động, hả? Ta ở Hàn Sơn, sao ta lại ở Hàn Sơn? Linh lợi nhìn cô, đáp người đừng nổi giận, ta sẽ nói cho người biết mọi chuyện. Thương mai nhìn nàng ta, lập tức hiểu được mọi chuyện, cô hít sâu một hơi, tốt lắm, Linh lợi, người thông đồng với mộ dung khanh để đưa ta đi, hắn muốn làm gì vậy hả? Người mau nói cho ta biết đi. Linh Lợi Đáp, vương gia và chủ nhân định vào cung cứu người, sợ không thành công sẽ liên lụy tới người vậy nên bảo An Nhiên lão vương gia kê thuốc cho người, để người tới Hàn Sơn tránh né một thời gian. Vào cung cứu mẫu thân ta sao? Thương Mai vịn ghế, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi, trong thời gian ngắn như vậy sao hắn có thể sắp xếp được mọi việc vậy? Quá nguy hiểm rồi. Đây là một hành động đẫm máu, cho dù cứu được mẫu thân ra thì cũng sẽ khiến rất nhiều người ngã xuống lão thất còn định tự mình đi sao? trời ơi, phó công của cấm quân rất cao cường, nếu như hắn cầm đầu thì chắc chắn sẽ bị nhắm vào. thương mai càng nghĩ càng kinh hãi, không, ta phải xuống núi. vương phi, linh lợi giữ chặt cô lại, còn người đen nhánh bình thản nhìn thương mai. bất kể việc này thành công hay thất bại thì đều phải lập tức rời khỏi kinh thành, người cứ chờ ở đây là được, vương gia sẽ không có việc gì đâu. người của ta hàn lâu sẽ không tiếc mọi giá bảo vệ vương gia hiện giờ người tới đó thì cũng muộn rồi bọn họ đã hành động vào đêm nay rồi trong lòng thương mai sợ hãi vô cùng nói như vậy thì hành động lần này vô cùng nguy hiểm ta phải đi vào cung ta phải nghĩ cách vào cung chữa bệnh cho hoàng thượng như vậy sẽ không hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy trong lòng thương mai đau khổ vô cùng lần này đi chắc chắn sẽ có nhiều người mất mạng cô hiểu hy vi cung phòng vệ nghiêm ngặt như vậy chẳng khác nào đầm rồng hang hổ sao có thể tùy tiện xông vào trong được nếu như cần có người liều mạng mới bảo vệ được thì chắc chắn là còn nguy hiểm hơn cô suy nghĩ nhiều. chương 777, thần quỷ khó phân biệt. Linh lợi thấy cô tự trách bản thân mình như vậy thì không kìm được, nói, Vương Phi, người không thể mất bình tĩnh được, người nghĩ xem, liệu Hoàng thượng là muốn người chữa bệnh cho Hoàng thượng sao? Hoàng thượng chỉ muốn ép Vương ra tạo phản mà thôi. Có ý gì vậy? Thương Mai đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi biết đêm đó vương ra vào cung, hoàng thượng đã nói gì với người không? Người biết, vì sao người không nói cho ta hả? Thương Mai tức giận run người, cô không ngờ rằng Linh Lợi cũng giấu cô. Linh Lợi ngoan ngoãn đáp, bởi vì dù nói với người thì cũng không có cách nào cả, chỉ bằng đừng để người lo lắng thì hơn. Người nói đi, nói đi, rốt cuộc hôm đó tên hoàng đế chó má đó nói gì với lão thất hả? Thương Mai tức giận, thở hồn hền, nói. Linh lợi nói, thật ra người bảo ta đi tìm chủ nhân để hỏi chuyện vào cung, đúng lúc đó vương gia đang ở phủ thái úy, vương gia nghe tin người đang tìm hiểu chuyện này thì đã nói cho ta biết mọi chuyện, cũng dặn ta tương kế tự kế, bảo người đi tìm an thân vương để tìm hiểu mọi chuyện, nhưng trên thực tế thì là muốn lừa người rời đi. Nàng ta ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của thương mai, nói tiếp, ngày hôm đó, khi vương gia vào trong cung, hoàng thượng muốn vương gia bỏ cái thai trong bụng người đi, sau đó bỏ người sau đó uống thuốc vô sinh sau đó an thân vương vào cung tìm hoàng thượng hoàng thượng cho ông hai lựa chọn đầu tiên là giết nhiếp chính vương thứ hai là giết người sau đó ép vương ra uống thuốc vô sinh thương mai không ngờ rằng hoàng đế lại làm như vậy có phải là hắn đã quá nôn nóng rồi không lão thất và cô mới lập công quay về bao lâu chứ hắn không cho cô và lão thất sống yên ổn được vài ngày hay sao chẳng trách sau khi từ trong cung quay về lão thất sống chết cũng không chịu cho cô vào trong cung thế nhưng ta không rõ vì sao hoàng thượng lại muốn giết ta chẳng phải hắn muốn ta chữa bệnh cho hắn sao thương mai thực sự không thể hiểu được nếu như không phải vì mục đích này hoàng thượng đã không cần phải vì danh tiếng của hắn cứ để mặc cho người đời hiểu cô là hồ ly tinh có phải là tốt hơn không linh lợi lạnh lùng nói nếu hắn không thi ân thì sao có thể bàn điều kiện với vương ra được không phải là với nhiếp chính vương mà là với an thân vương an thân vương luôn coi người là con gái của huyện chúa có tình cảm đặc biệt với người vậy thì càng lạ hơn nếu như thi ân cho an thân vương vậy thì vì sao lại cho an thân vương hai lựa chọn muốn ông ta giết ta bởi vì hắn biết an thân vương sẽ không lựa chọn giết người linh lợi đáp chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng an thân vương thà giết em trai ruột là lão thất thì cũng bảo vệ ta sao thương mai cảm thấy chuyện này không thể nào Hoàng đế sẽ không nghĩ như vậy đâu. Linh Lợi ngẩn ra, chuyện này, chuyện này ta cũng không hiểu thấu. Trong đầu Thương Mai lo lắng vô cùng, đủ các khả năng xuất hiện ở trong đầu, chuyện này chắc chắn có điểm gì đó rất kỳ quái, nhất định là vậy. Chắc chắn là hoàng thượng ép bọn họ tạo phản. Nhưng chắc chắn hoàng thượng cũng biết bọn họ không chỉ có đường tạo phản, còn có thể bỏ trốn. Nhưng nếu trốn thì nhất định phải cứu mẫu thân ra trước nhưng hoàng thượng đã nghĩ tới bước này thì chắc chắn hy vi cung sẽ được phòng vệ nghiêm ngặt hơn xưa. Nói không chừng sẽ được bố trí cảm bẫy gì đó, chờ lão thất chui đầu vào chỗ chết. Hoàng đế ép lão thất tạo phản là vì muốn danh chính ngôn thuận giết chết lão thất. Nhưng hắn cũng có thể danh không chính ngôn không thuận giết lão thất, dù sao hiện giờ hắn đã không cần thể diện nữa rồi, còn cần phải có một câu trả lời cho người trong thiên hạ nữa sao. Hắn hao tâm tổn sức, thậm chí không tiếc thương vòng binh tướng cũng ép lão thất tạo phản vậy mục đích của hắn là gì thương mai nghĩ tới mức sắp nổ đầu cũng không thể tìm được nguyên nhân trừ khi trừ khi mục đích của hắn không phải là giết lão thất mà là bắt lấy lão thất để uy hiếp ai đó uy hiếp ai nhỉ cô sao không đâu cô không đáng để hoàng đế phải tốn công tốn sức như vậy trước đó cô cũng đã nói với hoàng đế rồi cô không thể cứu mạng hắn được bởi vậy giá trị lợi dụng của cô không cao đúng rồi ai có thể cứu mạng hắn hơn nữa còn quan tâm tới lão thất thì hắn sẽ uy hiếp người đó bây giờ dù nhìn khắp thiên hạ ngoài ôn ý đại phu và an nhiên lão vương ra ra thì còn có ai cứu được hắn nhỉ trong đầu thương mai xuất hiện một cái tên thái hoàng thái hậu long triển nhan khi thương mai đang suy tính hết tốc độ thì có một người lặng lẽ đi tới cô ngẩng đầu lên vội vàng đứng dậy chào chào lão vương ra ừm đang nghĩ gì vậy lão vương ra dâu tóc bạc phơ đi tới sau khi ngồi xuống thì từ tốn hỏi thương mai đáp ta đang nghĩ dụng ý thật sự của hoàng đế an nhiên lão vương ra nhìn cô vậy ngươi đã nghĩ ra chưa thương mai nhìn ông thốt lên lão tổ tông an nhiên lão vương ra gật đầu khen ngợi đúng vậy chính là lão tổ tông linh lợi khẽ giật mình lão tổ tông vì sao chứ nhưng vương phi nghĩ tới điểm này sao chủ nhân và vương ra lại không nghĩ đến bởi vì bọn họ là người trong cuộc nên mơ hồ hoàng thượng uy hiếp vương gia dưới cơn giận dữ sao vương gia có thể nghĩ đến chuyện khác nhưng vương gia có thể nghĩ tới việc hoàng đế muốn ép người tạo phản thì đã xem như là rất tỉnh táo rồi linh lợi không hiểu rõ thái hoàng thái hậu quay trở về rồi chẳng lẽ bà ấy sẽ giúp hắn đối phó với vương gia và vương phi sao không đâu vậy vì sao hắn lại muốn ép thái hoàng thái hậu trở về linh lợi hỏi An Nhiên lão Vương ra thở dài một tiếng, bởi vì chỉ có lão tổ tông mới cứu được tính mạng của hắn. Quả nhiên là vậy. Khi nhận được lời khẳng định đó, Thương Mai cảm thấy thoải mái hơn. Hoàng đế chắc chắn biết lão tổ tông quan tâm tới lão thất, vậy nên hắn sẽ chỉ bắt lão thất lại thôi chứ không tổn thương tới lão thất đâu. Tôn Phương Nhi và Lâm Lâm đâu rồi? Ta muốn gặp bọn họ." Thương Mai nói. Ở trong kinh thành, tất cả đều như bình thường. Vừa mới bình lặng nhưng có lúc lại nổi sóng gió, bầu trời có khi gió cuộn mây bay, cũng có khi trời đất u ám. Từ khi hoàng đế ban phủ đệ cho Nam Hoài Vương, rảnh rỗi là hắn sẽ đi giám sát, ngắm phủ đệ của mình được tu sửa lại. Ánh tà dương như máu, có từng đàn diều hâu bay vòng trên trời, điều này khiến hoàng hôn thêm phần tịch liêu. Địa thế của phủ Nam Hoài Vương mới này khá cao, khi đứng đón gió trên đỉnh đài hoàn hảo không một khuyết điểm kia, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn thấy khói bếp đang lượn lờ bốc lên thấy nhà nhà đốt đèn cảnh vật từ từ sáng lên nam hoài vương đau lòng vô cùng đó là nỗi đau thèm muốn nhưng không có được đời này hắn chưa từng có được thứ mà mình mong muốn không lâu trước là tình thương của phụ hoàng sau đó là sự dịu dàng của nhu giao sau đó là hoàng vị hắn muốn thì đều không có được nhưng người kia lại dễ dàng có được ba điều này nhưng hắn không quan tâm phụ hoàng yêu thương đối phương hắn cảm thấy bình thường nhu giao thích đối phương hắn làm như không thấy hoàng vị mà hắn từng đưa tay ra là lấy được nhưng hắn không thèm vứt bỏ đi nhưng điều đáng hận chính là cho dù hắn không cần thì cũng không thể để người đệ đệ này đạt được hắn dùng hết sức để tranh đoạt nhưng hiện giờ hai tay trống trơn ngay cả nam quốc cũng sắp trở thành vật trong tay đối phương rồi vì sao cùng là con cháu nhà mộ dung nhưng vận mệnh lại khác nhau một trời một vực như vậy hắn không cam lòng. Vương ra, đêm nay mộ dung khanh sẽ hành động, thương khâu đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ. Gió thổi qua, thổi bay áo choàng của hắn, hắn tùy tiện nở nụ cười ác độc tốt, tốt lắm, dù sao vũng nước này đã đục ngầu rồi, chúng ta quấy cho đục thêm chút nữa, để cho người khác cảm thấy quỷ thần khó phân biệt luôn. Tại hạ bấm ngón tay tính toán rồi, chắc hẳn tôn phương nhi vẫn chưa chết, vậy nên đồng mệnh cổ còn giải được. Nam Hoài Vương lắc đầu, bờ môi mỏng nhếch lên, liên tiếp nói ra những lời ác độc, không quan trọng giải được hay không cũng không vội, bản vương đâu có ý định lấy mạng hắn, chỉ muốn cầm trên tay đùa giỡn một hồi, tra tấn một hồi mới hay. Chương 778, Mai Quý phi. Thương Khâu hơi do dự, nói, nhưng ý đồ của hoàng thượng, chúng ta đều hiểu, một khi thái hoàng thái hậu trở lại, nếu biết nhiếp chính vương phi rơi vào trong tay của vương gia, có sợ không? Sợ, Nam Hoài Vương bỗng cười lạnh, thái hoàng thái hậu già rồi, người cho rằng bà ấy thật sự có thể thần cơ diệu toán tất cả sao? Không có ai nhìn thấy bản vương động thủ, dù bà ấy nghi ngờ, bản vương không thừa nhận, bà ấy còn có thể như thế nào? Chỉ sợ, chỉ sợ vạn nhất, thương khâu cuối cùng cảm thấy, Thái Hoàng Thái Hậu không đơn giản. Nam Hoài Vương cuộn tay áo, ánh mắt như hàn băng, quét qua mặt của thương khâu, người người đều nói, Thái Hoàng Thái Hậu năm đó, thủ đoạn lợi hợi như nào, nhưng bản vương cuối cùng chưa tận mắt nhìn thấu, một nữ nhân như này, dựa vào con của người khác sinh, một đường trèo lên, trở thành quốc tôn của đại chu ta, huệ đế, phụ hoàng, đều nghe lệnh của bà ấy, bản vương thật sự không tin, một nữ nhân, làm sao có thể trở thành thần thánh được. Bản vương ngược lại muốn xem thử thủ đoạn của bà ấy. Hắn ta thật ra cũng từng tin thủ đoạn của Thái Hoàng Thái Hậu, từng tin những truyền thuyết trong dân gian đó, nhưng, dần dần, hắn ta cảm thấy, nếu bà ấy thật sự lợi hợi như vậy, đại chu loạn thành như này, sao không thấy bà ấy trở về chấn giữ cục diện? Hơn nữa, nếu bà ấy thật sự có thể cứu cậu hoàng đế đó, tại sao bà ấy muốn khoanh tay đứng xem chứ? Nói chung, cũng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, rất nhiều chuyện, truyền đi, người đó liền trở thành thần thoại. Tức cười cho cậu hoàng đế đó, làm nhiều chuyện như vậy, ép bà ấy trở về, liền cho rằng thật sự có thể cứu được tính mạng của ông ta sao? Mắc chứng hoang tưởng rồi. Thương Khâu lại không phải nghĩ như thế, ở trong ngành nghề này của bọn họ, từng có một truyền thuyết. Trong tam giới này, có một nữ tử chấp trưởng pháp độ, 500 năm một nhiệm kỳ, họ Long, tay cầm Long Trượng, còn xây dựng thủy lao, dùng để trừng trị những thần ma quỷ quái phạm sai lầm lớn đó. Chuyện này tuy là truyền thuyết, nhưng có thể lưu truyền ở trong ngành này của bọn họ, cũng có một hai phần thật. Thái Hoàng Thái Hậu cũng họ Long, năng lực cực lớn, nếu như bà ấy chính là long nữ 500 năm một nhiệm kỳ trong truyền thuyết, cũng không phải không có khả năng. 500 năm có chút khoa trương rồi, vậy nếu có hơn 100 năm thì sao? Nam Hoài Vương biết thương khâu có suy nghĩ khác, nhưng, hắn ta không cho rằng mình nghĩ sai, chỉ căn dặn trang phục tối nay tà hàn lâu mặc, người đều biết rồi chứ. Đều biết rồi. Ừm, bảo người của chúng ta chuẩn bị, khi vào cung, liền cùng bọn họ trộn lẫn lại, nhưng phải nhớ, có phân biệt, cái phân biệt này, chỉ có người của chúng ta biết mà đối phương không biết bản vương muốn bọn họ nếu chém giết với cấm quân cũng tàn sát cả người của mình nam hoài vương lãnh khốc nói rõ tại hạ bây giờ đi chuẩn bị thương khâu lui xuống sự việc đến nước này mặc kệ như thế nào cũng phải làm theo rồi tuy nhiên lần này thương khâu lại có chút tâm thần bất an hôm nay ông ta vẫn bói như trước lại phát hiện quẻ của vương ra lại sinh ra khỏe đổi lần này vào cung hỗn chiến, liệu có phải là nguyên nhân quẻ thay đổi không? Ông ta không biết, nhưng thiết nghĩ là có liên quan. Nếu lần này thất bại, vương gia sợ là không dậy được nữa. Thương khâu khẽ thở dài một hơi, lúc đầu, khi đi theo vương gia, cảm thấy hắn ta là một người có tầm nhìn xa, hơn nữa hắn ta có ơn cứu mạng, lúc đó bói quẻ, thấy rõ trong mệnh của hắn ta lại có đế tinh dao động. Ông ta đương nhiên biết, người có đế tinh dao động, chưa chắc có thể làm hoàng đế, nhưng ít nhất từng có cơ hội như này, nếu tranh đoạt một phen, có lẽ có thể thành. Như thế, ông ta đi theo vương gia, một đường từ Nam quốc tới kinh thành, bày mưu hiến kế, lại vì quý thái phi thất bại, ông ta nghĩ, vậy có lẽ là cơ hội duy nhất ở kiếp này của vương gia, lại không có túm được. Cũng thôi, nếu sự việc thất bại, xem như báo đáp một phần ơn cứu mạng này của hắn ta, thành toàn cái điên cuối cùng của hắn ta mộ dung khanh một khi rơi vào trong tay của vương gia vương gia liền sẽ dùng lý do hoàng đế mưu sát công thần bố cáo thiên hạ thuộc hạ cũng đi theo mộ dung khanh tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn trần thái quân tiêu hầu trưởng công chúa đều nhất định sẽ nháo một trận đại chu vừa loạn chính là cơ hội của bọn họ hoàng đế bệnh nặng nếu trong triều võ tướng còn ly tâm nữa lúc đó thiên mệnh của ông ta không còn lâu rồi sau khi hoàng đế băng hà mặc kệ ai đăng cơ hoàng vị đó cũng ngồi không lâu được Đám người Nam Hoài Vương ở trong kinh khống chế người khác, tự nhiên không biết Nam Quốc đã trao đảo, còn nói là thiên hạ của bọn họ. Người hắn ta có thể dùng, cũng chỉ là những người đi theo hắn ta rời khỏi Nam Quốc trốn ở ngoài thành rồi. Trong hy vi cung, Hoàng đế sau khi nôn ra máu, bệnh tình càng nặng hơn. Mai Phi thân thể tốt hơn một chút, lúc hoàng hôn, liền tới chăm bệnh. Mai Phi có thể tới, tự nhiên đã làm tốt chuẩn bị Hoàng đế sẽ hỏi chuyện của Tôn Phương Nhi, nhưng, Ngoài dự liệu là ông ta không có hỏi. Có lẽ, chuyện này đối với hắn mà nói, đã không còn quan trọng rồi. Người đã chết rồi, người không cần dùng, liền không cần truy cứu. Hầu hạ hoàng đế uống thuốc xong, Mai Phi liền ngồi ở trước giường, mang sự bi thương nhìn ông ta, hoàng thượng, người gầy rồi. Hoàng đế nhìn Mai Phi, khẽ thở dài, nắm tay của nàng ta, chấm trở thành như này, nàng không sợ sao? Mai Phi lắc đầu, nước mắt liền vừa hay rơi trên mờ u bàn tay của hoàng đế, không sợ, thần thiếp chỉ là đau lòng. Hoàng thượng cảm thấy nước mắt ở mờ u bàn tay bóng dậy, ông ta ngẩn ra, Mai Phi khôn khéo này, gần như ở trong lòng ông ta không có bất kỳ phân lược, nhưng, nhớ lại khi nàng ta vào cung tới nay, đều luôn là người hiểu chuyện nghe lời, còn vì ông ta sinh ra một hoàng nhi thông minh. Chấm bạc đãi nàng rồi, nàng vào cung nhiều năm, mãi không có được đại sủng của chấm hoàng đế khẽ lau nước mắt trên khóe mắt của nàng ta hoàng thượng mai phi ngước mắt vì nhiễm hơi nước đôi mắt đó liền sáng long lanh thần thiếp cảm thấy mình đã có được rất nhiều ăn mặc không cần lo nghĩ không có thất sủng là thần thiếp không tốt không có bảo vệ được con lại nàng ta nói rồi càng nghẹn ngào hơn lại cố gắng kiềm chế không có thất thố bật khóc sự tự cường này hoàng đế thấy vui lòng chỉ là nàng ta nói chưa từng thất sủng đó là tự nhiên nàng ta cũng chưa từng được sủng. Nghĩ đến đây, hoàng đế nói, hoàng hậu ít tuổi, không có phách lực, hậu cung lại phế chuất hai vị quý phi, thật sự cần nạp một người gánh vác chuyện lớn của hậu cung. Ông ta ngẩng đầu, gọi bao công công, ngươi, ngươi tới tham kiến quý phi nương nương. Bao công công sướng ra, sau đó quỳ xuống vui mừng nói, nô tài tham kiến quý phi nương nương. Mai phi sướng ra, gần như có hơi không dám tin vào tai của mình, nước mắt lại rơi xuống, hoàng thượng nàng ta quỳ xuống, khóc trong vui mừng, thần thiếp, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng cười rồi vỗ vỗ mở u bàn tay của nàng ta, ho khan hai tiếng, đứng lên đi, đây cũng là sự tôn vinh nàng nên có. Mai Phi đứng dậy, lại có hơi không biết làm sao, thần thiếp, thần thiếp nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, kiếp này lại có phúc phận này, hoàng thượng, trong lòng thần thiếp. Thần thiếp không biết nói cái gì cả, thần thiếp thất thố rồi. Thần sắc của nàng ta vừa vui vừa hoảng, khiến hoàng đế sinh lòng yêu thương, lại không nhịn được cười nói, nhìn nàng kia, đều là người hơn 30 rồi, còn giống như nhà đầu tay chân luống cuống, không phải chỉ là quý phi thôi sao. Chấm nếu vui vẻ rồi, dù là hoàng hậu, cũng có thể cho nàng. Lời này của hoàng đế vừa dứt, liền có hơi hối hận, vốn cũng là trong lúc xúc động nói ra, nếu là vì điều này khiến Mai Phi xem là thật, ngược lại khó làm rồi. Mai Phi lại nghiêm túc nói, hoàng thượng, thần thiếp có thể trở thành quý phi, đã là phúc phận vô thượng rồi, không dám thèm muốn vị trí hoàng hậu. Hoàng đế từ tốn mỉm cười, ừm, nàng quả nhiên là một người hiểu chuyện. chương 779, đánh nhau ở hi Vi Cung. Hai người đang nói chuyện, liền thấy một tướng quân mặc áo giáp đi vào. Thần vạn húc tham kiến hoàng thượng. Đứng lên, hoàng đế liếc nhìn hắn ta, nói. Tướng quân đó tạ ơn đứng dậy, sau đó chắp tay với Mai Phi tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi từng gặp hắn ta một lần, hắn ta là phó thống lĩnh cấm vệ sĩ mà hoàng thượng mới đề bạt lên, trước kia là thuộc hạ cũ của võ An Hầu. Nàng ta khẽ gật đầu, nói, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước. Ừm, um, đi đi, hoàng đế khẽ gật đầu, đối với sự biết tiến biết lùi của Mai Phi thì rất tán thưởng. Mai Phi từng bước lui ra ngoài, dẫn Cúc Nhi đi rồi. Bao công công đi đóng cửa lại, sau đó đứng ở bên cửa buông thóng tay, Vạn Húc chắp tay nói, Hoàng thượng, hôm nay có lượng lớn võ lâm nhân sĩ lặng lẽ cải trang vào kinh. Mắt của Hoàng đế lạnh đi, ừm, xem ra bọn họ là muốn động thủ rồi. Thần lập tức cử thêm nhân thủ, phòng ngự bọn họ. Vạn Húc nói, đi truyền ý chỉ của chấm, mời tất cả bọn họ tới, nói lần này, giết một người, thưởng ngàn lượng, nếu bắt được nhiếp chính vương, thượng vạn lượng. Vâng, Vạn Húc mặt mày vui mừng, đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi tới cơ hội lập công rồi. Hoàng đế cục mắt, che đậy một tia lãnh khốc dưới đáy mắt, nhớ kỹ, có thể làm vương gia trọng thương, nhưng không thể làm hại tới tính mạng của hắn. Thần tuân chỉ, vạn húc lập tức chắp tay, lui xuống. Vạn húc sau khi đi rồi, bao công công đi tới, khẽ nói, hoàng thượng, nằm một lát đi, người hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Hoàng đế khẽ nhắm mắt lại, phải nghỉ ngơi một lát rồi, chấm mệt rồi. Bao công công đỡ ông ta từ từ nằm xuống, rồi đắp kỹ chăn, đang muốn xoay người rời đi. Hoàng đế bỗng mở mắt ra, nói, một canh giờ sau, gọi chấm dậy, chấm không thể bỏ lỡ vở kịch này. Bao công công cục mắt, đáp vâng. Ông ta lui ra ngoài, ở cửa, lộ công công đang bê canh hầm tới, thấy bao công công đứng ở cửa, liền khẽ giọng hỏi, hoàng thượng nghỉ ngơi rồi sao? Phải, nghỉ ngơi rồi, lát nữa rồi mang canh tới. Bao công công nói lộ công công ừng một tiếng gọi người hầu tới mang canh xuống ông ta thấy bao công công vẻ mặt có điều khác lạ liền khẽ giọng hỏi làm sao thế bao công công ngẩng đầu lên liếc nhìn ông ta sau đó lại nhìn xung quanh mới kéo ông ta đến dưới gốc cây trước hiên tối nay có lẽ là muốn động thủ rồi trái tim của lộ công công đập thình thịch nhanh như vậy sao Ừm, bao công công nhìn sân đã tối sầm lại tường bao của hi vi cung như một bình phong che chắn, trên bình phong, nếu không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện cung thủ ẩn nấp ở trên. Không chỉ trên tường bao, nóc nhà cũng có một nhóm, trên lầu các cao đằng xa, thập diện mai phục, từng mũi tên nhọn, chỉ đợi tặng cho người tới. Nơi này chính là tường đồng vách sắt, sao có thể dễ dàng xông vào. Hai người liếc nhìn nhau, cùng phát ra tiếng thở dài khó nghe thấy. Trong cung là một nơi rất tàn khốc, người muốn thượng vị, chỉ mong loạn một trận mới có thể tìm được vị trí của mình. Nhưng đối với hai lão công nhân này mà nói, vị trí của bọn họ đã cố định rồi, chỉ cầu không có sinh chuyện, không có loạn tử nữa, những ngày tháng này liền có thể bình an sống tiếp, cứ vậy tới già rồi chết hoặc được đặc ân cho suốt cung. Tuổi tác lớn rồi, không chịu được dày vò, chỉ mong ngày tháng an ổn mới tốt. Hơn nữa, ai biết, sau cuộc nổi loạn này sẽ có cục diện gì chứ? Không khí dường như lập tức trở nên ngưng động lại trong cung yên ắng như tờ. Thời gian từng chút từng chút trôi đi, thần kinh của tất cả mọi người đều rất căng cứng, giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể khiến thần kinh sụp đổ. Hoàng đế khoác áo choàng đứng dậy, được cung nhân khiêng tới thông thiên các nơi cao nhất hi Vi Cung, có một cánh cửa sổ, có thể nhìn trọn cảnh tượng của Hy Vi Cung. Ông ta ngồi trên ghế ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn màn đêm tối tăm. Ông ta đời này chưa từng như hiện nay, trông chờ có người vào cung tạo phản ông ta ông ta cảm thấy lòng có sự buồn bã khó nói thành lời, từ lúc gây dựng lên đại chu tới nay, nói chung, ông ta là hoàng đế vô dụng nhất. Lộ công công và bao công công đứng ở đằng sau ông ta, hai người đều là người võ công cao cường, hơn nữa trên thông thiên các, cũng bảy bố cung thủ, không ai có thể lại gần. Đằng sau có một chiếc giường quý phi, đan thanh huyện chúa bị hạ thuốc nằm đó, bà ta ngủ rất yên tĩnh. Dung nhan tuyệt đẹp, tựa như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan tới bà ta thật ra cũng phải, cuộc tàn sát tối nay là vì bà ta mà ra, nhưng, thật ra bà ta là một người vô tội nhất. Chiếc nhẫn ngọc của hoàng đế, khẽ khàng nhìn tay vịn của chiếc ghế, dáng vẻ rất điềm nhiên nhàn nhã. Gió lên rồi, thổi cho cây cối của dưới thông thiên các lay động, ngày thu này, đã nhiễm vài phần hàn khí. Có âm thanh quỷ dị mà khẽ khàng, trên nóc ngói lưu ly li của hy vi cung, ánh mắt của hoàng đế, vừa hay có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ông ta bỗng đứng dậy, sau đó, từ từ ngồi xuống, vẫn giống như trước, dùng chiếc nhẫn ngọc gõ vào tay vịn, chỉ là âm thanh có hơi khẩn trương hơn vừa rồi. Có âm thanh kim loại xé không truyền tới, Vạn Tiến cùng bắn, xuyên qua bóng đen phía dưới, những bóng đen đó không tránh không né, trực tiếp ngã xuống. Không chịu nổi kích như vậy sao? Nhìn kỹ lại, lại không phải là người, chỉ là từng bộ đồ đen phồng lên trong gió. Hoàng đế thở dài một hơi, chấm thật sự không muốn động can qua với lão thất chẫm đối với hắn chỉ có thể đông hiếp ít tuy nhiên sau đó liền nghe thấy âm thanh đao thương kiếm roi không ngừng truyền vào tai cuối cùng cũng tới rồi như hàng trăm con chim quay về tổ từng cái bóng đen nhanh chóng từ trên trời hạ xuống động tác của bóng đen vô cùng nhanh sau khi đáp xuống trong tay hàn quang khẽ vung liền nhiễm máu tươi trong bóng tối có tiếng kêu thảm thiết truyền tới có mùi máu tanh sộc vào trong mũi mắt hoàng đế nhìn chằm chằm vào một bóng đen bóng người đó ông ta vô cùng quen thuộc, hắn tay cầm trường kiếm, áo choàng bay trong gió, khi hắn từ trên trời đáp xuống, giống như sát thần dáng thế, rõ ràng là luôn nhìn chằm chằm hắn, gần như không nhìn thấy hắn có động tác gì, liền đã giết liên tiếp ba người. Trái tim của hoàng đế có hơi run nhẹ, nhưng ông ta tự ổn định tâm thần, đến là tốt, đến rồi, liền không thoát được rồi. Tên bắn như mưa, xé không khí đâm thẳng vào người mặc đồ đen sự va chạm giữa kiếm và mũi tên phát ra hàn quang, còn phát ra tiếng kim loại va đập, từng tiếng, dường như thôi thục mạng người. Hoàng đế cũng chuẩn bị đối thủ cho người của tà Hàn Lâu và Tố Nguyệt Lâu. Đó đều là kẻ liều lĩnh trên giang hồ, tâm tính của bọn họ tàn độc, không có chút cảm tình, chỉ cần cho bọn họ đủ ngân lược, cha mẹ ruột đều có thể xuống tay. Người lưỡi đao dính máu, phó công là miếng cơm, cho nên, những người này đối với cao thủ của tà Hàn Lâu, vậy mà không hề kinh ngạc và hoảng loạn, trong lúc ứng đối, lại có vài phần thoải mái. Nhưng, những người này lại không có hứng thú đối phó với người của tà hàn lâu, mà đều công kích mộ dung khanh. Những người này đều nghĩ rồi, lập công, tự nhiên phải lập công đầu. Bắt sống mộ dung khanh, thường một vạn lượng, giết người của tà hàn lâu, giết 10 người mới có số ngân lượng này. Nhất thời, chỉ thấy 7-8 người vây công mộ dung khanh mộ dung khanh cả người tràn ngập khí tức sát phạt, nghiễm nhiên ở trên nóc ngói lưu ly, đối diện với sự vây công của bảy tám cao thủ đỉnh tiêm, lại không hề hoảng loạn. Ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu ra gương mặt lạnh lẽo như thần chết của hắn, nơi kiếm lướt qua, tuy không thấy máu bắn ra, nhưng kiếm khí bức người, ép đối phương liên tiếp tháo chạy. Chỉ là, bên này tháo chạy, bên kia tiến công, tuy có người đến giúp, nhưng cấm quân sau đó lại lên, hơn nữa cung thủ không ngừng bắn tên, nhất thời, Mộ Dung Khanh và người của Tà Hàn Lâu cũng khó thoát thân, càng đừng nói giành được thắng lợi. Trong cục diện hỗn loạn này, chỉ thấy lại một nhóm người mặc đồ đen từ trên trời đáp xuống, cách ăn mặc của những người này giống người của Tà Hàn Lâu, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy nơi tay áo của bọn họ có thêu một sợi chỉ đỏ. Chương 780, người hầu trung thành. Sát thủ của Tà Hàn Lâu sát ý đang hăng, thấy lại có một nhóm người tới, liền cho rằng là người của mình bởi vì trước đó bọn họ liền biết, tiến công chia ba đường, bọn họ chỉ biết tiểu đội của mình, chứ không biết tiểu đội khác tiến công như nào. Người khác không biết, mộ dung khanh lại rất rõ. Người của hắn, người tiến công đã xuất động toàn bộ, chỉ giữ lại hơn 10 người ở sau điện, hơn 10 người này không có mệnh lệnh của hắn thì sẽ không xuất hiện, chỉ phụ trách giúp rút lui. Hắn vung kiếm, chém những người mặc đồ đen đến sau kia, lại khiến người của tà hàn lâu ngẩn ra, Mộ Dung Khanh nghiêm giọng nói, bọn họ không phải là người của mình, nhìn tay áo. Người của Tà Hàn lâu mới như tỉnh mộng, tên này giỏi, muốn vàng thao lẫn lộn sao? Hoàng đế đã đứng dậy, gần như không nhịn được muốn vỗ tay, thế cục nguy hiểm như này, lão thất vậy mà có thể bình tĩnh như này, đại tài, đại tài, chẳng trách, ngay cả phụ hoàng cũng nói, người đời ai so được với hắn. Hoàng thượng, người đến sau này, rốt cuộc là ai? Lộ công công nhìn mà sửng sốt, không nhịn được hỏi. Hoàng đế nhàn nhạt nói, có thể cao minh tận dụng triệt để như này, còn có ai chứ? Lộ Công công hơi suy tư, Nam Hoài Vương. Là hắn, hoàng thượng khẽ thở dài, chấm đối với hắn quả nhiên đã quá nhân từ. Bao Công công không nhịn được nói, hoàng thượng đối với Nam Hoài Vương đều có thể nhân từ như vậy, sao đối với Nhiếp Chính Vương? Im miệng, Lộ Công công không đợi không ông ta nói hết, liền mặt mày đại biến, tức giận quát. Bao Công Công cũng biết mình lỡ lời rồi, vội vàng ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt của hoàng đế như dao lướt qua mặt của Bao Công Công. Bao Công Công hôm đó đã từng giúp Mộ Dung Khanh và hạ thương Mai, điều này đối với hoàng đế mà nói, lo ngay ngáy, nhưng hoàng đế vẫn tin tình chủ tới nhiều năm, ông ta sẽ không quá phận quá, hơn nữa lúc đó có liên quan tới lợi ích, là chuyện thường tình. Hiện nay, Bao Công Công lần nữa nói chuyện thay Mộ Dung Khanh, đã chạm vào vải ngược của ông ta lòng sinh sát ý liền khó đẻ xuống nữa lộ công công nhắc nhở kịp thời hoàng thượng bất giận hiện nay đại cục đang căng thẳng một câu đại cục đang căng thẳng đã kéo lý trí của hoàng đế trở lại hiện nay quả thật không thể động sát cơ bên cạnh ông ta vẫn cần người để dùng bao công công ở trong cung nhiều năm tình chủ tớ là có không dám thật sự phản bội ông ta ông ta từ từ đem tầm mắt quay trở lại nhìn cục diện chiến đấu đang hăng ở bên ngoài sắc mặt bao công công chán nản trong lòng đã biết hoàng thượng sẽ không cho ông ta đường sống rồi lại sinh ra vài phần can đảm nghĩ ngang dọc đều là chết liền dứt khoát nói hoàng thượng lão nô xin chiến để chuộc tội hoàng thượng quay đầu nhìn ông ta ông ta dập đầu bục bục bụp mấy cái nô tài hầu hạ hoàng thượng nhiều năm hoàng thượng đối với nô tài ân trọng như núi nô tài lại từng làm chuyện phản bội hoàng thượng nô tài tội đáng muôn chết xin hoàng thượng cho phép nô tài xuất chiến nô tài sẽ tận tay bắt lấy nhiếp chính vương. Hoàng thượng hơi trầm tư, lại thấy mộ dung khanh đã bị người khác vây công tới mức gần như không còn đường lui, cho dù có lòng dở trò, cũng không thả mộ dung khanh đi được, ngược lại có thể nhân cơ hội này, biết ông ta có trung thành hay không, bèn nói ừm, Người đi đi. Bao công công lại dập đầu, bụp 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 mấy cái, không chút do dự đứng dậy, tay cầm cây phất trần, liền từ cửa sổ phi người ra, rơi vào trong vòng chiến cây phất trần của ông ta là vật mềm, nhưng cuốn lấy kiếm của mộ dung khanh, lại mang theo kinh lực, vung ra cuốn lấy, kiếm của mộ dung khanh liền gần như sắp tuột khỏi tay, nhưng, rốt cuộc là lão tướng, lâm nguy không loạn, sau đó thay đổi cách đánh, tránh né cây phất trần của bao công công, kiếm nhắm vào huyệt chính, từng bước tiến công. Thế công của bao công công mạnh mẽ, nhìn như khiến mộ dung khanh rơi vào cục diện càng khốn khó hơn, nhưng, bởi vì ông ta là người bên cạnh hoàng thượng, ông ta xuất chiến, liền khiến rất nhiều người lui xuống, vì thế, người vây công Mộ Dung Khanh từ 7, 8 người lúc đầu trở thành 4, 5 người. Nhưng, Mộ Dung Khanh cũng không thả lỏng, bởi vì võ công của Bao công công quả thật cao cường, hơn nữa chiều nào cũng nghiệm, giống như muốn chứng minh cho hoàng thượng thấy, ông ta trung thành. Trong lòng Mộ Dung Khanh lại thầm khẩn trương rồi, lần này vào cung cứu Liên Thúy ngữ, chú trọng ở tốc độ, nếu kéo dài một lượng lớn kẻ địch ra nhập vòng chiến đấu, hắn ắt sẽ bại. Không chung một mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng lên thông thiên các. Một người mặc đồ đen che mặt mượn đà mấy bước nhảy vọt lên, thân hình cực nhanh, khinh công cực giỏi. Lộ Công Công thầm kêu một tiếng, không hay. Ông ta bảo vệ hoàng thượng, nói, "Hoàng thượng đi mau." Ngoài thông thiên các, có trọng binh bảo vệ, hoàng thượng đứng dậy, ngồi trên ghế treo, Lộ Công Công ấn cơ quan, hoàng thượng liền từ trong thông thiên các trực tiếp thả xuống, phía dưới, trọng binh bảo vệ ông ta khi lộ công công muốn để liên thúy ngữ xuống, người mặc đồ đen đó đã từ cửa sổ nhảy vọt vào. Người tới tuy che mặt, nhưng từ thân hình nhìn ra được, chắc là an thân vương. Lộ công công lại không thể không tiếp, lầu thông thiên các không lớn, hai người thi triển không hết, ngược lại cũng rằng có mấy chục chiêu. Có người xông lên, ánh mắt của lộ công công rét lạnh, hai quyền tung ra, lại trừa lại sơ hở cho an thân vương, trường kiếm của an thân vương đâm vào phần bụng của ông ta, ông ta nắm chặt thanh kiếm, đè thấp giọng nói, vương ra mau dẫn người đi. An thân vương sướng ra, sau đó phản ứng lại, rút kiếm ra lập tức ôm liên thúy ngữ từ cửa sổ bay ra. Hoàng đế ở dưới thông thiên các nhìn thấy an thân vương đã cứu được người đi thì vô cùng tức giận, truyền lệnh xuống, toàn lực vây công mộ dung khanh, bắt buộc phải bắt được hắn, chỉ là đừng làm hại tới tính mạng của hắn. Toàn bộ cung thủ đều nhằm vào người của tà hàn lâu, mà tà hàn lâu hiện nay đã không phân biệt được địch ta rồi, một mặt phải ứng đối với cấm quân và những sát thủ đó, một mặt phải ứng đối với người mặc đồ đen giống như bọn họ, trận đánh này càng hỗn loạn, hơn nữa đã xuất hiện thương tích. Người cứu được rồi, mộ dung khanh liền lạnh lùng quát một tiếng, rút lui. Người của tà hàn lâu nhận được lệnh, không tiếp tục ham chiến nữa, vung kiếm chém mưa tên khí thế ầm ầm, từng người tháo chạy. Nhưng mộ dung khanh lại không tháo chạy được, sau khi hoàng đế hạ lệnh, tất cả mọi người đều nhầm vào hắn, hơn nữa, cũng có người mặc đồ đen vây công hắn. Mắt thấy thế cục của mộ dung khanh càng lúc càng không hay, hơn nữa người của tà hàn lâu cũng đi quá nửa, người phát hiện không ổn xông tới tiếp ứng, cũng không nhiều, căn bản không thể giải vây cho mộ dung khanh. Cánh tay, vai của mộ dung khanh đều đã bị thương, suốt chiêu cũng chậm, tin chắc không tới một khắc nữa, hắn sẽ thất bại và bị bắt lại. Vào lúc nguy cơ như này, bao công công luôn tiến công hắn, đột nhiên vung cây phất trần, quấn lấy người mặc đồ đen và cấm quân, còn lớn tiếng hô lên, vương ra đi mau. Vì ông ta ở trong vòng chiến đấu, ông ta dùng cơ thể bảo vệ Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh tuyệt đối có thể có thời gian đào thoát. Mà cách đánh của Bao Công Công là cách đánh không cần mạng, cây phất trần tới đâu liền máu tanh bắn ra. Mộ Dung Khanh không ngờ Bao Công Công vậy mà xả thân tương cứu, trầm giọng nói, ân tình của Công Công, bản vương đời này khó quên. Nói xong, hắn khẽ xoay người, chém liên tiếp hai tên mặc đồ đen đang quấn lấy bay lên trời có người truy đuổi bao công công liều chết cản lại thương tích khắp người hoàng đế vô cùng giận dữ trong mắt lửa giận thiêu đốt gào một tiếng xé giọng phóng tên vạn mũi tên cùng bắn bao công công thấy mộ dung khanh đi rồi cũng không tiếp tục ngăn cản cây phất trần rơi xuống đâm xuyên lồng ngực tim cổ đầu cánh tay bắp đùi của ông ta ông ta là người huấn luyện đội cung thủ ông ta tận tay dạy những người này làm sao bách phát bách chúng một thái giám, có thể bồi dưỡng ra một nhóm cung thủ tinh tuệ như này, là chuyện đời này ông ta lấy làm tự hào nhất. Lộ công công bịt chặt vết thương ở phần bụng, nhìn thấy một màn này, tâm thần vỡ vụn, trong lòng gào thét, hoàng thượng, hắn là đang tận trung, hắn không muốn thấy huynh đệ người trở mặt, không muốn người trở thành hôn quân tàn sát huynh đệ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 52